Cái câu này á là rất nhiều và rất nhiều vị tăng, này tăng, rất nhiều vị tăng, hiếm có ni nhưng mà hầu hết là tăng, đã đến gặp Đức Phật và gặp các vị thánh tăng mà huynh trưởng ấy. Với câu này không phải riêng Đức Phật mà đối với các vị huynh trưởng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp vân vân. Thì theo cái lệ ở trong kinh nói đó là trước khi nhập hạ đó, biết nhập hạ không? An cư 3 tháng mùa mưa. Trước khi an cư 3 tháng mùa mưa thì các vị đến gặp Đức Phật hoặc là gặp các vị huynh trưởng trong tăng già, tăng đoàn ấy. Rồi các vị đó nói câu này. Một là trước khi nhập hạ, hai là trước khi bắt đầu một cái hành trình đi về một cái nơi xa. Xa là sao? Ví dụ như một cái nơi mà muốn quay về hơi khó. Ví dụ như mình nói theo khoảng cách mình giờ đi, là đây về Nha Trang, Đà Lạt cho nó đi, hồi xưa đi bộ mà thì đi về rất là khó. Thì trong trường hai trường hợp, một là bắt đầu một cuộc đi, bắt đầu một cuộc đi, và hai là bắt đầu mùa an cư, thì các vị hãy đến để mà xin, các vị nói cái câu này. Sang cái tiên thăm măng đề xề tú, xin Ngài hoan hỷ dạy cho con một cái pháp thoại nào đó mà gia hăng, tức là dân á, gia hăng thăm măng số toa, nhờ nghe cái đó đó mà e ca vú và cặp thà áp mặt ta, nhờ vậy con sẽ sống một mình rồi con sẽ tinh tấn nỗ lực. Đấy, cái không, Phật pháp thì ai cũng có nghe hết á, nhưng mà kể cả quý vị có học giáo lý nhiều năm, các vị có học giáo lý nhiều năm, nhưng nếu hôm nay mà các vị bắt đầu một cái cuộc đi sang Miến Điện, Thái Lan, thì trước khi đi các vị rất là nên tìm đến một cái người mà mình tin cậy, hiểu không? Một vị khả tín, một vị khả kính, khả tín và khả kính, để mà mình xin một cái lời khuyên sau cùng trước khi mình đi. Mặc dù mình đã học với vị đó 30 năm rồi, nghe hiểu không? Thí dụ như mình ở với má mình là 18-20 năm, nhưng trước khi mà mình qua nước ngoài định cư, mình cái đêm cuối cùng mình cũng nói là má có gì má cần nhắn nhủ cho con hay không, hiểu không? Cái câu này chỉ có nghĩa vậy thôi, tức là xin Ngài hãy từ bi giảng cho con nghe pháp thoại, mà nhờ nghe cái pháp thoại đó đó thì con mới đủ cái lực để mà con sống một mình. Cái này rất là khó. Và sẵn ở đây tôi nói luôn cho mà con nghe một chuyện, nhớ đầu nó không nói con nó quên. Hôm nay Thế Tôn không còn nữa, thì những người tin Phật, thờ Phật, thương Phật, kính Phật, từ tăng ni cho đến Phật tử, thì chỗ ở của mình luôn có cái bàn thờ Phật. Nhưng mà thờ Phật tại thế thì không có như vậy. Mà thờ Phật tại thế, cái này các vị nghe cho kỹ nè, thời Đức Phật còn trụ thế đó, thì chỗ ở của tăng ni cư sĩ luôn luôn có một cái chỗ ngồi để sẵn, trong tiếng Phạn gọi là Panyatta Sanna. Panyatta Sanna là chỗ ngồi đó, bởi vì coi kinh các vị có thấy cái chỗ đó không? Đức Thế Tôn sau khi đến đó đã ngồi trên chỗ đó soạn sẵn ấy, là tất cả tăng ni Phật tử mà thời Đức Phật còn tại thế, dầu họ ở gần Ngài hay là họ ở xa Ngài, thì họ luôn luôn xa ngàn dặm á, xa muôn dặm ấy, thì họ luôn luôn chỉ cần biết họ biết Ngài còn, thì luôn luôn họ có để một cái chỗ ngồi sẵn cho, không có lập bàn thờ như mình mà để ngồi sẵn. Vì sao? Vì cái này nó hơi tâm linh, vì Thế Tôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nghe nó giật mình không có phước để mình hưởng được cái đó. Muôn dặm mà khi Ngài thấy cái duyên mình tới thì Ngài sẽ có mặt ở đó. Còn mình vô phúc, không đủ duyên, thì dầu ở trước cổng chùa đó thì cũng không bao giờ Ngài đặt chân vô cái thềm nhà mình nếu mà vô duyên. Cho nên Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không độ được người vô duyên là chỗ đó. Cho nên cái mà mình mong mỏi ở đây, tức là tất cả bà con làm sao có được cái gì, có được cái password của chư Phật, để mình có thể mình vào, mình đột nhập vào cái máy của các Ngài bất cứ lúc nào. Mình gọi đó gọi là Hama Hacker, hiểu không? Tức là mình đi vào thiền viện nào, đọc cuốn sách nào, mình vẫn có thể thâm nhập vào được, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Còn đằng này lúc nào mình không có password, mình cứ đơ cái mặt, không có passcode, password, mình vô không được. Và tôi phải nói cho các vị nghe chuyện này bắt buộc phải nhớ. Mỗi một bài kinh, mỗi một câu kinh, nó có 3 lớp để mình hiểu. Lớp 1, cái slide, lớp này không phải là cái cách mà là slide, là cái lớp đầu tiên ấy. Cái lát cắt đầu tiên ấy là chữ nghĩa. Hiểu không? Sao con nhìn cái mặt tôi đơ vậy? Thí dụ như đó là
Vị ấy thở ra biết rằng tôi đang thở ra. Các vị có hiểu câu này không? Các vị đọc cái câu đó các vị có hiểu không? Vị ấy đang thở ra biết rằng tôi, có thấy chữ tôi nằm đây không? Hiểu hiểu câu đó không? Rồi, cái đó mới hiểu, mới có cái lá cắt đầu tiên thôi. Cái lá cắt thứ hai, các vị phải hiểu rằng có những ngôn ngữ mà động từ nó có chia với những động từ, những ngôn ngữ không có chia động từ, có biết cái đó không? Hả? Bây giờ mới thấy dốt nó khổ. Có những động từ, có những ngôn ngữ nó có chia động từ và có những ngôn ngữ nó không có chia. Có đúng vậy không? Ở đây quý vị biết ngoại ngữ ha? Ok, rồi. Trong tiếng Phạn không bao giờ có trường hợp một động từ mà infinitive verb trong một văn bản. Infinitive verb có nghĩa là một động từ nguyên mẫu, không có. Phải chia cho bằng được. Phải chia cho bằng được. Phải có chia. Thế là khi mà Đức Phật dạy rằng vị tỷ kheo thở ra biết rằng, biết rằng ai thở, bắt buộc phải chia là tôi đang thở ra. Có hiểu tôi nói không? Làm ơn hiểu giùm đi. Khi trong cái context đó, cái văn cảnh đó bắt buộc cái chỗ đó ngài phải chia. Khi vị tỷ kheo đang thở ra biết rằng ai? Tôi đang thở ra. Và các dịch giả khi thấy cái động từ nó chia tôi thì bèn dịch là tôi. Hiểu không? Thế là những cái người không biết ngoại ngữ khi họ thấy cái đó, đó đó, Đức Phật dạy nè, hành giả tu thở ra biết rằng tôi đang thở ra. Chết rồi, không phải, không có tôi ở đây. Đang thở ra biết rõ rằng đang thở ra. Nhưng mà nó kẹt trong Bali không có cái trường hợp mà nói trống như vậy. Cái động từ thở đó, assisati, assisati bắt buộc là phải chia. Mà chia sao đây ai thở? Phải là thằng này nó thở. Hiểu không? Bây giờ hiểu không? Hiểu. Đó là một cái nhiều cứ hiểu lầm một động trời nữa. Cái câu mà cái lúc mà ngài vừa đáng sanh ngài đọc là Ago Hamas Mit, chứ Hamas Mit là động từ to be. To be. Tiếng Pháp là Eavor. Tiếng Đức là Sin. Thì khi mà ngài nói là Ago Hamas Milo Kassa là ta là tối thượng trên đời, ta là vô thượng trên đời, ta là tối thắng trong đời. Thì tiếng Hán nó dịch sao? Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã, ngã là wo, wo, wo ai nì, nì ai ngại. Mà trong khi đó, khi âm ra Hán Việt là ngã, có hiểu không? Thế là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì cái chỗ này với ngã thì mình phải hiểu là tối. Thế mà có người nghĩa thế này, trên trời đó chỉ có cái bản ngã là tối thượng. Yeah. Tâm tôi đi, có. Sợ Google có kẻ hiểu như vậy đó. Yeah. Bây giờ mới thấy học kinh Phật nói riêng và các văn bản thế giới nói chung không đọc từ ngôn ngữ gốc chỉ có chết thôi. Tôi ví dụ rất là nhiều lần truyện Kiều. Ví dụ như truyện Kiều mà đọc qua bản tiếng Pháp của René Grésac rất là kỳ. Không thấy được cái hay của truyện Kiều. Như là xè xè nắm đất bên đà, cái xè xè là mình thấy hiểu bậy rồi đó. Không? Mà rầu rầu ngọn cỏ mà nửa vàng nửa xanh, nó phải xè xè cỏ nó bị úa chứ. Các vị hiểu không? Chỉ có cái urine, acid urine nó mới làm cho cỏ nó úa thôi. Acid urine là cái gì? Đừng có ép tôi nói nghe. Có hiểu không? Cho nên là dĩ nhiên cái người nào dịch cái họ hiểu, nhưng mà không ai mà dịch ngu vậy đâu. Tôi chỉ ví dụ cho bà con hết hồn thôi. Cho nên cái bản gốc rất là quan trọng. Rồi cái hỏi tiếp. À, wow, quên, tôi có tuổi rồi. Tầng nghĩa một là hiểu y như là y như chữ. Nghĩa thứ hai là hoàn cảnh. Cái nghĩa thứ hiểu không? Thứ nhất là hiểu y như cái mặt chữ. Nghĩa thứ hai là hiểu theo cái nghĩa hoàn cảnh hồi nãy tôi nói đó. Thứ ba qua thực chứng. Khi mà thực tập hành trì đó. Như vậy thì ba nghĩa đó là nghĩa một là văn, nghĩa hai là tư và nghĩa thứ ba là tu. Vậy hiểu chưa? Hiểu hả? Nghĩa một là hiểu theo mặt chữ. Giống như nhỏ mà tôi hay kể, nhỏ nó lật cái là, nó cầm cái lon nước, nó thấy open here thì nó khui ngay chỗ cái tiệm đó. Nhưng mà chữ here nó có nhiều nghĩa. Open here nghĩa là mở ngay cái tiệm này. Một chữ here nó còn nghĩa là ngay chỗ cái ring, cái móc khóa này nè, giật cái đó lên. Chữ here nó hiểu như vậy đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Thì cái slide một, cái lá cắt một á, là hiểu y chang như từ điển. Lá cắt hai là có vận dụng cái trí suy luận. Cái lá cắt thứ ba bắt buộc anh phải có thực tập hành trì. Phải có thực tập hành trì.
Nhớ đây. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì nghĩ tới vô lượng chư Phật, mà khi nghĩ tới vô lượng chư Phật thì có vô lượng công đức phước lành của ngài. Vậy thì con không biết cái cách nào để có thể mà bằng cái cách nào để mà có thể chia sẻ để cho những người thân của mình á, có một cái hướng mà niệm ân Phật lợi ích hơn. Và con thưa sư là nếu như niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật mà hướng là vô lượng chư Phật như vậy á, thì có đạt được cái cộng định như là cái 140 đề mục thiền chỉ như là đề mục niệm ân Phật không? Con xin thỉnh sư chỉ dạy cho con. Cái chuyện mà tôi nói niệm A Di Đà Phật á, mà mình thay vì mình nghĩ đến một vị Phật vô lượng quang mô vô lượng thọ là Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn đạo sư, chỉ là một vị thôi, thì tôi có cái đề nghị cái chữ Amitabha A Di Đà đó nó còn có nghĩa là vô lượng. Thay vì mình chú ý một vị vô lượng thọ vô lượng quang ở cõi Tây Phương thì tại sao cái chữ đó mình không biến thành là vô lượng chư Phật, hiểu không? Đấy. Nhưng mà đó là một cách nói, cách chơi chữ thôi. Cách tốt nhất vẫn là niệm Phật theo trong thanh tịnh đạo. Niệm Phật trong thanh tịnh đạo không có lệ thuộc vào cái câu niệm, nghe cho kỹ nha, không có lệ thuộc câu niệm, chắc phải làm ơn nghe lại cái bài giảng hình như có ghi âm phải không? Rồi cách niệm trong tịnh đạo không có bận tâm đến việc anh niệm cái gì, mà cái quan trọng nhất là anh niệm cái gì, anh phải hiểu nghĩa của cái chữ đó. Thí dụ như là Phật là gì? Phật từ cái chữ Buddho là danh từ, nó là cũng là cái hình thức past participle, quá khứ phần từ của chữ, của cái động từ Buddhati, mà cái Buddhati nó là dạng động từ của động từ căn Buddh, B-U-J-H, Buddh có nghĩa là thức tỉnh, thức giấc, đang ngủ giật mình cũng là Buddhati, hoặc là mình hiểu ra một vấn đề cũng là Buddhati. Cho nên bên trong tiếng Hán nó có một cái chữ giác dịch rất là hay. Chữ giác nó có hai nghĩa, một là giác là hiểu, mà cũng nghĩa giác nghĩa là thức giấc. Đại ai biết cái đó không? Thí dụ như Khổng Minh có cái câu là đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngạ tự tri, mộng lớn ai người tỉnh, chỉ mỗi mình ta biết. Chữ giác đây có nghĩa là đang ngủ giật mình cũng gọi là giác, mà hiểu biết cái gì đó cũng gọi là giác. Cho nên cái chữ Buddho có hai nghĩa: một là cái người hiểu biết được bốn đế, hai là người thức dậy từ giấc ngủ vô minh. Đó, phải niệm Phật phải hiểu như vậy. Rồi Phát Cái Hoa là gì? Phát Cái Hoa mà dịch là Thế Tôn là cực kỳ sai bét, mà có điều là bao nhiêu thế hệ họ đã lỡ dịch như vậy. Chứ cái chữ Phát Cái Hoa đó ở trong lật trong từ điển Pali Chinese Dictionary họ dịch cái gì? Cụ thoại đức giả. Cụ thoại đức giả là gì? Thoại đức có nghĩa là đức lành, cụ là đầy đủ, cụ thoại đức giả là cái gì tốt trên đời là ngài có hết, mà có ở top. Chữ Phát Cái Hoa là pha gá cộng với hoa, pha gá cộng với hoa thành Phát Cái Hoa, có nghĩa là cái gì gọi là cụ thoại đức giả. Thoại đức là đức lành, thoại là tốt á, thì trên đời này cái đức lành nào của chúng sanh, của tam giới, của vô lượng vũ trụ Thế Tôn có mà có thấp. Thí dụ như đệ tử ngài là đệ nhất thiền định, đệ nhất xả tài, đệ nhất cảm nhận, đệ nhất từ tâm, mấy cái nhất là đối với Tôn chỉ là một mảnh vụn thôi. Đấy là cụ thoại đức giả. Ngài có tất cả các đức lành và có tất cả phước lành. Có nghĩa là nếu đó là nghiệp quá khứ phải trả, nghiệp của ngài đó, thì ngài không có can can thiệp được. Hoặc đó là nghiệp xấu của người ta thì ngài không can thiệp. Chứ nếu đó trường hợp đó không phải là do nghiệp xấu thì với cái đức lành của Đức Phật duyên sức. Dĩ nhiên nó có vấn đề nó hơi tâm linh. Tôi không muốn ghi âm lại rồi lọt đến tay người ngoại đạo họ nói là mình cuồng tính. Tôi tuyệt đối tin chuyện đó. Tức là nếu đó không phải là trường hợp trọng nghiệp thì với đức lành Thế Tôn có thể can thiệp được. Nó hơi tâm linh đó. Thôi tôi hé chẳng biết chuyện nha. Thế Tôn suốt 45 năm từ năm 35 tuổi cho đến năm Niết Bàn không bao giờ cúi đầu trước người hay trước Phật. Ví dụ đi ngang cái tàn cây là ngày đi thẳng à. Cây tự động, thọ thần tự động. Ngài đi vào hang đá thấp, ngài không có cúi, ngài đi thẳng luôn. Thế Tôn không cúi đầu. Thứ hai,
Mà có người hỏi tại sao, Ngài nói là trong bốn A Tăng Kỳ ta chưa từng cúi đầu trước trở ngại khi hành ba la mật, khi thành Phật rồi ta không có cúi đầu trước người hay vật gớm như vậy. Điều thứ hai, Thế Tôn đi chân không, không có mang dép, nhưng mà Thế Tôn đi không có dẫm gai hoặc không có dẫm vật bất tịnh, như là trong cái phim mà Đường Xuyên Mây Trắng mà Ngài bị dẫm gai rồi A Nan khóc và Việt Nam nó tin như sấm. Không có. Trong kinh nói vật bất tịnh hoặc là vật bén nhọn nguy hiểm, khi mà Đức Thế Tôn đi ngang tự động nó rút xuống đất. Đó là chú giải nói, các vị có quyền không tin, nhưng mà nó còn nhiều cái chuyện khác, nhưng mà các vị có thể không tin, bởi vì mình học Phật là mình học đạo giải thoát, mình học cái minh triết của Đức Phật, chứ mình không có bận tâm đến ba cái chuyện mà thần quyền phù phép. Cho nên trong một vài trường hợp đặc biệt thì tôi có hé hé là cho biết là trong kinh có nói như vậy đó, chứ khi giảng cho đại chúng phần đông tôi ngại, tôi không có dám nói, vì cái đó nó, tôi cũng không có mặn mà gì đó lắm. Giống như khi tôi nói về má tôi thì tôi chỉ kể là má tôi là một người đàn bà, một người vợ tốt, một người mẹ tốt, một người em tốt, một người chị tốt. Chứ còn má tôi với ba lê giỏi, bơi lội giỏi, rồi má tôi nó đẹp, người đẹp nết, tôi nhắc tôi cũng hơi kỳ. Hiểu không? Cái chuyện gì của nhà tôi để ba tôi biết được rồi. Chứ đúng ra đó là má tôi những cái đặc biệt, thí dụ như vậy. Thì đối với Đức Phật thì tôi coi Ngài cũng như vậy. Cho nên cái biển ngay kẹp không? Cho nên nhớ là cái niệm Phật là phải hiểu cái chữ mà mình niệm. Chứ còn cái niệm mà vô lượng Phật hay là một Phật, cái đó quan trọng. Mà quan trọng nhất khi niệm A Di Đà Phật chỉ hiểu chữ Phật là gì, xong. Bởi vì một Phật tức là vô lượng Phật, chứ không nhất thiết phải niệm exactly cái vị đó, không cần. Mình còn nhiều không? Nhanh. À, cái câu nào mà thông qua tôi làm rẹt nha. Dạ, tiếp theo là câu hỏi của nhóm Upasaka. Dạ thưa sư, là xin sư chỉ rõ hơn về tâm xả có khác với trạng thái tâm đơ đơ không ạ? Nhiều lúc làm thiện pháp con thấy đó là cần làm, nên làm, phải làm. Thôi được rồi, đã rồi hiểu. Trong A Tỳ Đàm không hề có tâm xả. Xả là tâm là gì? Tâm tiếng Mỹ kia là cái gì? Consciousness hoặc là mind. Nha. Yeah. Còn xả tiếng Anh là gì? Equanimity, phải không? Có đúng vậy không? Không nghe pháp mà cứ ngồi lo cái quạt tôi đi về đó. Nha. Yeah. Cái trong giáo lý về Phật giáo năm truyền á, không có hề có tâm xả. Xả nó là một cái thứ cảm giác không vui, không buồn thì gọi là xả. Nghe kịp không? Xả nó có nhiều trường hợp, thí dụ như là sao nó kêu vậy? Xả đó, các vị có nghe từ bi hỷ xả không? Chắc phải nghe kỹ chứ này nha. Thì cái xả này nè, nó là cái trạng thái tâm nằm giữa thương và ghét. Nó không phải thương, không phải ghét, thì gọi là xả vô lượng tâm hay là xả phẩm trú. Có nghe bốn cái đó không? Thì cái từ bi hỷ xả, cái xả đó là nằm giữa thương và ghét. Cái xả thứ hai đó là xả trong 10 cái ba la mật. Nghe kịp không? Thì xả trong 10 ba la mật đó, nó nằm giữa cái gì? Vinh nhục khen chê, tâm không động. Cái hiểu không ta? Làm ơn nhớ giùm đi. Mà cái này không lẽ tôi nói cái này mà lọt cái tay thì vua mà ông chửi tôi chết. Mấy ông sư ăn của người ta mà không có dạy người ta cái này. Cái tối ngày cái đó nó dạy tầm bậy tầm bạ đó, bây giờ năm đó nó loạn nè. Xả mà trong cái từ bi hỷ xả là gì? Nhắc lại. Nằm giữa. Rồi, nó còn nhỏ lớn chứ biết nằm giữa hả? Nằm giữa thương, nghĩa là nó không thuộc về A, cũng không thuộc về B. Nằm giữa thương. Còn cái xả trong ba la mật là gì? Vinh nhục khen chê, nó cứ trơ trơ vậy nè. Hiểu không? Rồi còn cái xả của giác chi là gì? Giữa buồn vui. Nó không buồn, có không vui. Hiểu chưa? Hiểu hả? Nằm giữa giác chi là không buồn, không vui. Còn nằm giữa ba la mật là gì? Còn giữa từ bi hỷ xả? Có khác nhau không? Có khác không? Thì bây giờ hiểu câu hỏi này chưa? Rồi trường hợp thứ tư. Có câu hỏi thứ tư nữa. Xả là tên gọi của một cái thứ cảm giác. Thí dụ như trong kinh nó có một cái loại tâm tham thọ xả, có một loại tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ là sao? Cho tôi cái món tôi thích, tôi vui quá. Còn các vị đưa tôi cái món mà thì nó cũng được, nhưng mà nó cũng không phải ruột lắm. Hiểu không? Tôi thích bông hồng mà đưa tôi bông cúc, tôi thấy nó cũng được được. Để
hiểu không? Tôi thích con Lan mà nó gả tôi con Hương thì nó ngó nó cũng được, hiểu không? Hiểu không? Dạ, nó gọi là tâm tham mà tâm thọ xả, gọi là trong thiền, thiền mà thiền bậc thấp á, dưới tứ thiền á, thì ngồi thiền nghe nó mát lạnh, nó hoa nghĩ nó sung sướng. Còn có thể lên tới bậc từ tứ thiền nó lên á, thì nó không còn vui sướng nữa, nó lạnh ngắt rồi, hiểu không? Nhưng mà nói vậy, tôi nói vậy hiểu không? Có nghĩa là cái đó gọi là xả này được gọi là xả cảm giác, còn ba kia là xả tâm trạng, hiểu không? Có hiểu chứ tâm trạng và cảm giác không? Người Việt bây giờ tiếng Việt rất là có vấn đề, mà lẽ ra người có vấn đề phải là người xa xứ như Trẩm chứ. Ok, hỏi tiếp. Dạ sư, câu hỏi thứ hai đó là cách để được chánh niệm trọn này. Cái câu này nó có 1001 câu trả lời. Tôi đoan chắc 1000% là câu này ở mỗi vị pháp sư, giảng sư, đặc biệt thiền sư và hành giả, mỗi người sẽ trả lời một cách. Thì thôi thì tôi chọn cách trả lời mà tôi cho là căn bản nhất trong kinh. Đó là tứ như ý túc. Có nghĩa là bất cứ một cái đạo nghiệp, hay là đạo nghiệp tức là sự nghiệp trong đạo tu hành đó, còn thế nghiệp tức là sự nghiệp ngoài đời, đúng không? Thì dầu sự nghiệp trong đạo hay ngoài đời, thì anh muốn hoàn tất cái chuyện gì đó, kể cả cái chuyện mà anh muốn có trí tuệ, anh muốn có chánh niệm gì đó, thì anh phải có cho tôi 4 thứ. Một, cái lòng thiết tha đủ mạnh. Có hiểu không? Hiểu hả? Có hiểu thiết tha không ta? Tức là cứ châm bẩm nhắm nó cái đó là thiết tha đủ mạnh. Thứ hai, nỗ lực đúng mức. Hiểu không? Biết nỗ lực không? Thứ ba là tâm thái. Thí dụ tâm thái đó là sống với tâm lành thì là mình đã đi hết 30% trong bất cứ mọi ý nguyện. Hiểu chứ tâm lành không? Tâm lành là gì? Không vì danh, không vì lợi, không vì tình, không vì cảm giác khoái lạc sung sướng, thì không vì những cái này nè thì được gọi là tâm lành. Còn này mình làm một cái gì đó mà vì danh, vì lợi, vì tình, vì tìm một cảm giác khoái lạc nhất thời, thì cái đó không phải là tâm lành. Thí dụ mình bố thí mà để cầu danh, nghĩa là bố thí mà mong cho người ta thấy, làm được. Bố thí thả con tép bắt con lobster là không được. Rồi bố thí để mà kiếm được tình cảm của ai đó, thí dụ như mình thích cô nào mình tặng cho nó cái iPhone vậy đó, iPhone 15 Pro, thì cái đó có phải là bố thí không? Bà nói có kìa. Đó là dạy gái. Ông già nó xài điện thoại cục gạch, còn nó đem cái 15 mà Pro nó cho con gái mà nó nói là bố thí. Ồ, tức là kiểu như bảo là dạy gái thời gian thành Phật đó, tại vì bố thí mà, phải không? No. Bố thí cầu danh, cầu lợi, cầu tình, cầu cảm giác, thì cái này không phải là, không phải là tâm lành, mà tâm lành phải là nằm ngoài cái này, hiểu không? Này, cho nên thứ nhất, muốn hoàn tất một, muốn thực hiện một cái gì vậy, đầu tiên là thiết tha đủ mạnh, thứ hai đúng mất, thứ ba tâm lành, thứ tư trí tuệ. Tức là mà trí tuệ đây là cái gì? Nếu tôi muốn có trí tuệ thì trí tuệ nó gồm có mấy ta? Văn tư tu. Mà văn là sao? Kiếm cái tên nào mà nó giỏi hơn mình đó mình học, mà mình học xong mình về mình mới, chứ còn về mà cứ học xong về cứ ấp sách đi ngái như là cái gì đó thì không có được. Học xong về phải gặm nhấm tiêu hóa, rồi phải có thực tập hành trì, thì bốn cái này cộng lại thì mới cho anh là cái gọi là, cho nên trong kinh mới gọi là tứ như ý túc. Túc là cái nền, rồi như ý là ước nguyện, cái nền của mỗi ước nguyện, tiếng Phạn gọi là ích thí bà đó, ích thí là ước muốn, còn ba đó là nền tảng của mỗi ước muốn. Anh muốn cái giống giải gì đi nữa thì anh cũng phải có bốn cái này nha, đó là câu trả lời căn bản nhất. Còn mai này bao nhiêu vị thiền sư trả lời blah 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 như lý tác ý gì mà bốn cái này chính phần dạy. Ít thí là ước muốn và bên tàu bắt đầu từ đời ngày An Thế Cao Kumala Thập thì họ dịch cái chữ này thành ra là chữ thần thông, thần tông thông là thần túc, mà ở đâu ra chữ thần thông? Tôi nói cái vị hết hồn người tàu. Chị người Tàu thì có
sau này mới có tam giáo là Phật, là Khổng Lão. Mà trước khi Phật vào thì chỉ có nhị giáo thôi, có nghĩa là Lỏng, Khổng và Lão. Mà Khổng thì toàn là xã hội không à. Chỉ có Lão mới liên hệ đến vấn đề tâm linh, đúng không? Thì chính trong cái kho tàng kinh sách của Lão giáo mới có những cái thuật ngữ mà nó trừu tượng. Hiểu chứ trừu tượng không? Abstract, hiểu hả? Hiểu không? Rồi. Thì khi mà đạo, những nhà dịch giả đầu tiên của Phật giáo mà bắt đầu chuyển dịch từ Phạn ngữ qua bên tiếng Hán, họ đã vay mượn rất là nhiều chữ ở trong cái kho tàng gọi là văn học Lão giáo. Tôi nói thẳng luôn, các vị vào ở trong, nhất là kinh điển Nam Tông mình, có những cái từ mà nó nói ra thì nó hơi phạm thượng, nó đặc lắc à. Có nghe chữ đạo sĩ không? Lúc bây giờ Bồ Tát là con 1 triệu phú rồi nhàm chán chuyện đời, bỏ vào núi xuất gia làm đạo sĩ. Đạo sĩ là cái ông tu theo đạo gia, ông tu theo Lão giáo. Chứ chữ Tapasá nó không hề có nghĩa là đạo sĩ. Mà trong Nam Tông xài tính bơ, gọi là chữ thần thông. Chữ thần thông là bên Lão giáo, là sao là thần thông? Thần thông có nghĩa là bên Lão giáo, nó đã nói hồi nó hết giờ, Lão giáo nó có hai cách tu, một là nội đan và ngoại đan. Nội đan là khí công, còn ngoại đan là luyện luyện đan á. Đi hái ba cái trời ơi đất hở gì mã tiền bá đậu rồi chu sa thần sa về dò viên bỏ vô lò nấu 7-7-4-9 ngày ra cái viên tròn tròn đắng nhét đè ra thồn giọng cán nhét cho nó uống vô nên nó trường sinh bất lão, có biết gì đó không? Cái mà vô luyện đan không? Đó, cái đó là ngoại đan. Còn nội đan là nó ăn xong rồi nó cứ là ba muối ba vòng sáu muối thì cái đó được gọi là nội đan nha. Rồi thì khi mà một trong hai cái này mà mình luyện tới mức nào đó thì mình sẽ gọi là chí thành tất thông linh. Có nghe chữ thành không? Chí thành tất thông linh. Có nghĩa là khi mình luyện đến mức nào đó thì mình cảm được cái thế giới vô hình. Thí dụ như mình có thể làm cho cái cây đó mà nó đang nhỏ, nó vụt nó lớn là được. Cái cây đang tươi mình làm cho nó héo được. Rồi mình có thể khiến cho mình nó làm sống 100-200 năm không thành vấn đề. Mình có thể làm cho, có thể tạo ra mưa gió hô phong quán vũ. Mình có thể tạo ra, mình muốn là có con chim, có con chim, có con cá, có con cá. Các vị có nhớ cái vụ mấy ông đạo sĩ vào trong cung rồi ông vua mấy nhiều đời vua, ai coi phim Tàu thì biết, cho hình phim Bồ Công đi, coi phim Bồ Công có cái vụ án mà có cái ông đạo sĩ mà ổng, giờ tôi kể ra nữa nó lòi ra, tôi coi phim kỳ quá, gọi giấu tên này. Ổng đi vào trong hoàng cung, ổng muốn mua lòng vua, lì vua thèm ăn cá chép là ổng pùm một phát là ra cá chép, muốn có rượu tiên nữa pùm nó ra rượu tiên đó, nhớ vụ đâu, cái vụ án mà Dư Khang Thiệu Tiết đó, tôi quên tên rồi. Thì chí thành tất thông linh, từ từ đó nó mới có cái thuật ngữ là thành thông. Có nghĩa là cái tâm ý của mình mà nó thanh tịnh đến mức nào đó thì có thể cảm đến thiên nhiên, cảm đến trời đất, cảm đến những cái thế giới vô hình siêu nhiên. Thì từ đó nó có từ thành thông. Và mấy cha dịch Hán Tạng, dịch Kinh Phật mới bèn lấy cái chữ đó để dịch cái chữ ít thí. Chữ ít thí nghĩa là ý muốn, nghĩa là sao? Khi mà mình không có đắc thiền, mình sống trong cái thế giới vật chất á, thì mình quan tâm tới 1 tỷ 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 thứ, con người, phong cảnh, hoa, lá, rồi tùm lum hết, tới hàng tỷ thứ. Nhưng mà khi mà mình tu thiền, mình chỉ gom tâm còn cái 10 thứ thôi, nhớ không? Đất, nước, đổi, lửa, gió, xanh, vàng, đổ, trắng, hư, không, ánh sáng. Thì khi mình cái tâm mình nó tập trung như vậy đó, đến một mức độ nào đó mà cộng với duyên quá khứ, chứ còn mà nghe giờ tối nay về mà tu nó, tôi mới hứa nha. Cộng với duyên quá khứ, cộng cái 3 cái, duyên quá khứ, rồi gì nữa, nỗ lực hiện tại, rồi cái gì nữa, mà cái nỗ lực phải đúng mức. Có nỗ lực mà không đúng mức không được, rồi xong. Thì sẽ có một lúc vị đó có thể làm được những chuyện mà mình muốn. Thí dụ như là các vị đó muốn đi xuyên đường, các vị đó chỉ nghĩ đến một chuyện, tại vì các vị đó từng tu cái đề mục hư không. Hư không là để một cái khoét cái lỗ thế này niệm hư không, hư không, hư không, hư không. Khi mà cái tâm nó khắn vào cái lỗ đó đó, thì vị đó nhìn từ cái vị đó nói rằng trống lỏng đi, là vị đó đi qua. Rồi khi vị đó niệm đề mục nước, 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 nước và đắc thiền bằng đề mục đó, cái vị đó đang đứng thế này, cái vị nói thành nước đi, vì nó lặn xuống được. Vì nó nghĩ là mình đang lặn như mình, nên mình nói vì nó đang động. Động thổ. Khổ quá. Tôi thương cái chỗ là các vị là cái mặt
mà cái mặt thì phụ huynh, mà cái đầu là học sinh, phải vậy đó, mà phụ huynh là học sinh, hiểu không? Thì là chỉ muốn thôi, à, chỉ muốn thôi. Thì Đức Phật có kỳ là có lần đó ngày độ có một bà hoàng hậu, bà dắt theo mấy cô cung nữ đi đến gặp ngài mới sinh xuất gia, mà chồng bà dắt 1000 vị tướng lãnh đại quan xuất gia trước. Thì khi mà ông vua đi trước thì bà đi theo sau, thì khi bà đi gần tới ngài mới chú nguyện là họ đừng thấy nhau. Thì bà tới bà không thấy ai hết, mới ngồi nghe pháp. Thì khi bà nghe bà đắc đạo xong thì bà mới thấy, ôi trời ơi, nó ngồi lũ hủ, hiểu không? Thì cái đó gọi là ý muốn. Nói tôi đối giùm, tôi đi xa quá vậy. Giờ đang nói về chánh niệm trọn ngày đó, bây giờ hiểu chưa? Tức là muốn có được chánh niệm trọn ngày thì mình phải có tứ thần túc. Thì tứ cái chữ thần túc gọi là tứ như ý túc á, nó có nghĩa là mình phải có được bốn cái này, có được bốn cái nì nè thì mới có chánh niệm, mới có trí tuệ. Không riêng về chánh niệm, cái khác cũng vậy. Muốn có cái gì thì phải có bốn cái này. Các vị tự xét các mình có đủ không? Ước muốn và thiết tha, là gì nữa? Nỗ lực lúc mất, ba, từ từ. Mình trí tuệ có mấy? Đó là phải một là kiếm thầy, kiếm thầy, bây giờ thêm cái kiếm sách, là máu đơn, có gì nữa, kiếm gì nữa, trang web. Nhớ trong cái web nó cẩn thận, có mấy cái mà cái web chat, cái web cẩn thận cái đó chứ, bởi vì nó nhiều cái xài được, có cái xài không được nha. Đừng có nghe cái đó mà nhào vô mà xài đó là chết. Nhưng mà cái Wikipedia rồi đó rất là nguy hiểm, hiểu đó không? Chứ nếu mà mọi thứ mà có thể lên internet hết là chết. Rồi câu này mình hỏi cho cậu bé đó, hỏi là hay hỏi cho cha mẹ cậu bé? Dạ, hỏi cho cha mẹ. 10 tuổi, chuyện đầu tiên mình coi mình gửi ở đâu và tại sao gửi chỗ đó mà không gửi chỗ khác, có hiểu tôi nói không? Hiểu không ta? Chuyện đầu tiên tôi lựa đại cô, lựa cậu này đi. Cậu muốn gửi thì điểm đầu tiên cậu phải tự hỏi lòng mình, tại sao mình gửi ở điểm A mà không phải ở điểm B, tại sao? Có hiểu không? Có hiểu đâu. Rồi đó là cách nhất, phải xác định là mình gửi ở đâu và tại sao gửi ở đó. Bởi vì có những bậc cha mẹ vì mến mộ một vị thầy nào đó, mong con mình nó lớn lên nó giống như ông thầy đấy, mà họ quên ông thầy đó ông sở trường về cái gì. Ví dụ như tôi nhìn Hòa Thượng Thanh Từ, tôi muốn con tôi thành thiền sư, nhưng mà các vị biết muốn thành Hòa Thượng Thanh Từ không phải là thiền học. Biết Hòa Thượng Thanh Từ là một trong những vị dịch giả của Đại Tăng Kinh Việt Nam không? Biết không? Hòa Thượng là một học giả, có biết không? Có mấy ai cứ nói Hòa Thượng Thanh Từ là bèn phán là thiền. Cho nên nhỏ không học, lớn làm đại quý là chỗ đó. Cho nên là phải học hết tất cả những nhân vật. Ví dụ Hòa Thượng Nhất Hạnh là nhất đại tôn sư của thế giới đó. Hòa Thượng Nhất Hạnh có ăn học không? Hòa Thượng Minh Châu có học không? Mở lớn nghe cho vui. Có hiểu không? Cho nên chuyện đầu tiên là gửi ở đâu, tại sao gửi ở đó, và có một chuyện phải ưu tiên, ở đó có được chăm sóc vấn đề ăn học hay không. Nếu mà gửi vậy đó mà cho hầu trà kiểu thư đồng, tiếu thư đồng luôn là thua. Hãy cẩn thận cái đó nha, cẩn thận cái đó. Bởi vì thì gửi vô rồi không thấy ngoan ngoan, cái không cho làm thị giả là đời nhỏ tàn luôn. Bởi vì tôi báo cho các vị một cái tin buồn, đó là tay nó này, tay nói cho phải tôi nói, mỗi lứa tuổi nó có công việc lý tưởng cho nó, hiểu tôi nói không? Có những việc ta chỉ có thể làm trước tuổi 20, có những việc ta phải làm trước tuổi 30, trước 40, trước 50, trước 60, có hiểu không? Chứ đừng có nghĩ rằng ôi lúc nào rảnh tôi làm, sai. Khi đã 20 rồi thì ta không còn làm được những việc của tuổi 15 nữa. Sao khi nào là đội chúng không hiểu hả? Khi đã 30 thì có những việc của tuổi 20 ta, một ta không làm được, hai là ta không còn thời gian để quay lại nữa, hiểu hả? Nhớ cái đó. Ok, xong rồi đó. Không vừa ý hỏi tiếp, quả vừa ý thì thông qua. Mà nói vậy hiểu hả? Ok, mà đây có cái câu này, cái người hỏi có ngồi ở đây không? Nhưng mà ta nói, mình nói hiểu không? Ok, hiểu là tốt rồi. Dạ. Tiếp theo là đầu tiên con cảm ơn sư đã dành một buổi thuyết pháp rất hay và ý nghĩa. Con là nhà khoa
Khi nghe sư giảng, con thấy cách kiến giải về các kiến thức Phật pháp rất giống bên khoa học, đặc biệt là toán học. Con xin phép hỏi là có sự giống nhau và khác nhau nhiều về khoa học và Phật pháp không? Con có thể vận dụng kiến thức về Phật pháp và môn khoa học, đặc biệt là toán học, môn mà con đang nghiên cứu mỗi ngày. Ok. Cái này nó hơi tâm linh một chút. Đức Phật có ba cái củng. Cái củng thứ nhất là bi đức. Ai ngài cũng thương. Dầu cái người đó muốn giết ngài hay là cái người đó muốn hy sinh cái tánh mạng cho ngài, thì hai người này ai ngài cũng thương giống nhau hết. Các vị không tin mà tôi tin. Tại mình tu cà chớn thì mình không có tin gì đó có thật. Mình nói mình đọc đời của Thánh Gandhi, của bà Teresa đó là mình tin. Nhưng mà thôi các vị coi như thông qua. Tôi tin là ngài ai ngài cũng thương. Thứ hai, đó là tịnh đức, là đức lành nào ngài cũng có. Ngài có thóp chứ phải có giống như đệ tử. Cái củng thứ ba, cái gì ngài cũng biết. Chúng ta đừng có tưởng rằng cái nền văn minh hiện tại của mình là nó cao siêu đến mức mà xa lạ mà Đức Phật và các đệ tử không biết. Những vị mà đắc tứ thiền cái chuyện đó bình thường. Bởi vì theo trong kinh ghi rất rõ, tôi nói luôn địa chỉ luôn, đó là chú giải của Trường Bộ Kinh. Ghi rất rõ là ngay khi mà Đức Phật ra đời tại trái đất này thì vô số trái đất khác cũng có những cái nền văn minh. Có nền văn minh nhưng mà vì nó quá xa đi nha, quá xa. Và các vị còn nhớ cái cách mà phân bố vũ trụ mà tôi có từng giảng, có nhớ không? Đó là chúng sanh mà khi có những cái điểm đồng với nhau thì mình sanh ra trong cùng một làng, một ấp, một xã. Rồi cái điểm đồng nó càng ít thì nó càng xa ra, chung vùng miền, chung tổ quốc, chung khu vực, rồi chung châu lục, chung cái bán cầu, hiểu tôi nói không? Nó cứ ta ra. Cuối cùng là chung một tiểu thiên thế giới, chung một trung thiên thế giới, chung một đại thiên thế giới và chung một cái Phật sát là 10.000 thế giới, cái hiểu không? Rồi. Thì đối với Đức Phật chỉ nó bình thường lắm. Sẵn tôi nói luôn. Cái điều này ở đây những ai là nhà khoa học chắc rất là sốc. Những cái mình gọi là công thức khoa học ấy, mình tưởng là bất di bất dịch không. Có những cái nó chỉ giá trị ngay trong cái tầm của mình, trong cái thời điểm nhất định nào đó. Chẳng hạn như cái hình thức của chiếc máy bay. Cách đây một thế kỷ, máy bay muốn bay được là nó phải có cánh quay. Có hiểu không? Nhưng bây giờ các bạn thấy sao nó có giống vậy không? Rồi cái hình dáng. Vào cách đây một thế kỷ, chiếc máy bay nó có hình dáng khác, nó mới tạo ra cái lực đẩy. Bây giờ các bạn thấy nó có giống vậy không? Các bạn có thấy cái chiếc mà B2 của Mỹ, B2 á, cái chiếc mà nó giống con cá đói đó. Cái chiếc mà 2 tỷ đô la, các bạn thấy nó có giống như cái chiếc B52 không? Có nghĩa là cái ý niệm về vật lý của mình, cái cấu hình vật chất và những khái niệm về vật lý. Như trước đây mình nghĩ mình vượt cái tốc độ không gian Mach 1, Mach 2, cái này có ai biết cái đó không? Biết thì gọi cho con nhờ. Nhưng mà bây giờ mình thấy họ có thể vượt xa hơn. Hay như cái thế hệ công cọt. Bây giờ nó có cái còn ghen công cọt, các vị có biết đó không? Cho nên có những cái khái niệm về vật lý, về toán, về hình, về đại thì mình thấy ở đây nó có giá trị như vậy, mà ở một không gian khác, thời gian khác nó có thể nó khác đi, nghe kịp không? Nhưng mà cái điểm đồng của khoa học Phật giáo là chỗ nào? Đó là nghe cho kỹ. Đến với để đi tìm một sự thật thì ta phải chấp nhận cả những điều mà mình không thích, không muốn. Thấy nó như nó là chứ không phải thấy nó như ý mình muốn. Đây là điểm đồng của Phật giáo và khoa học. Lại đơ nữa. Người ta là Nam tông, Bắc tông, vì thế không có tông đơ nữa. Các nghe kịp không? Cái điểm đồng của khoa học và Phật giáo tôi chỉ có một điểm thôi. Tức là anh phải can đảm chấp nhận chân lý như nó là. As it is, chứ không phải là as you like. Hiểu không? Hiểu được cái này không? Học Phật cũng vậy. Cứ chọn cái mình thích thì tôi tạm thời tôi thông cảm. Nhưng mà khi đã chọn được rồi lại hiểu nó như mình muốn thì đi chết đi. 81 ngày pháp môn thì mình chọn cái mình thích thì tôi còn tạm thời thông cảm đúng ra đó. Tại sao tôi kêu tạm thời? Bởi vì thật ra nếu mình gặp minh sư đó, có nhiều khi minh sư dạy mình một cái mà minh sư biết mình không thích, nhưng mà ngài biết nó hợp với mình. Hiểu cái này không? Nhưng mà bây giờ không có thì đành phải chọn pháp môn hợp với mình thôi. Ví dụ như mình thấy dễ nhất là niệm Phật đi. Chứ mà nếu mà gặp minh sư đó, họ nhìn mình nó thấy đứa này mà nó có niệm Phật thì nó nhiều lắm chỉ tu phước thôi, chứ kiếp này nó đừng hồng tu huệ. Phải dạy nó này một khác. Nhưng mà không có minh sư thì thôi, tự mình tìm cái mình thích. Tuy nhiên khi đó chọn cái mình thích rồi thì phải tu nó đúng như là cái phương pháp trong kinh đã bày, hiểu không?
Chứ còn mình tu rồi đã chọn cái mình thích mà mình lại tu theo cái phương pháp mình thích đó là double thích, hiểu không? Mà double thích mà chính xác tôi chết liền, hiểu không? Ok. Hiểu hả? Dạ, dạ, dạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là xin sư giảng về chánh kiến trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong thực hành thiền. Có ai ở đây nghe tôi giảng hôm qua ở ở trên Phước Sơn không? Chánh kiến ý, thôi giờ nói luôn đi. Ở trong tôi giảng theo kinh Tạng chứ không phải tôi giảng theo ý của tôi. Ở trong kinh Đế Phân Biệt, Đế Phân Biệt của Trung Bộ Kinh, mở Google ra đánh đế và bản dịch cũ là Đế Phân Biệt, còn bản dịch mới là Kinh Phân Biệt Sự Thật. Bản dịch mới của mấy ông thầy sau này sửa lại. Trong đó giải thích rất là rõ cái chánh kiến là gì. Chánh kiến là cái trí thấy bốn đế. Bốn đế là gì nhớ không? Chuyện đầu tiên, mọi thứ ở đời là khổ. Nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nha. Mọi thứ ở đời là khổ. Tất cả ác đều là khổ, tất cả thiện đều là khổ, tất cả vui đều là khổ, tất cả buồn đều là khổ. Chứ hồi đó giờ mình chỉ biết khổ là khổ, chứ còn sướng nó đâu phải là khổ. Nhưng bây giờ không, bây giờ phải hiểu khác. Tất cả mọi thứ mà, tất cả thiện, tất cả ác, tất cả buồn, tất cả vui đều là khổ hết. Tuy nhiên, tất cả thiện đều là khổ, trong đó Bát Chánh Đạo vừa là khổ mà vừa là con đường thoát khổ. Tất cả phiền não đều là khổ, riêng tâm tham vừa là khổ vừa là nguyên nhân sanh khổ. Hiểu không? Hiểu hả? Thì hiểu được bốn đế đó, được gọi là chánh kiến. Nhưng mà nói vậy thì nó gọn quá, rồi gặp mấy cái đầu bư nó không hiểu được. Trong kinh mới bèn giải thích rõ hơn. Hiểu bốn đế là hiểu cái gì? Hiểu hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hiểu cái nghiệp lý, là nhân lành cho quả vui, nhân xấu cho quả khổ. Nhân lành tức là tâm lành á, thì sẽ cho quả vui, còn cái tâm xấu là cho quả khổ. Thì cái đó được gọi là trí tuệ nghiệp lý. Cái trí thứ hai, hiểu về tâm tướng là mọi thứ ở đời đều do duyên mà có. Rồi cái gì nữa? Có mặt theo hình thức lắp ráp. Rồi cái gì nữa? Sau khi có mặt rồi thì lại cũng do duyên mà mất đi. Đây gọi là trí về tâm tướng. Thì hai cái này cộng lại được gọi là chánh kiến. Hiểu không? Và hai cái này mình có thể đưa vào đời sống của mình được hay không? Trí thứ nhất là trí nghiệp lý, mình có thể đưa vào đời sống được không? Ví dụ như là tối mình ở chung nhà với ai đó, tối mình mở cửa, mình thay vì mình đóng cái rầm, mình chợt nhớ là người ta đang ngủ. Hiểu không? Cái mình nhẹ nhàng lại. Cái hiểu không? Gọi là mình giận, mình tính phun ra một câu cho nó đã. Nhưng mà mình nghĩ bất thiện, cái mình ngưng lại. Cái đó phải là trí nghiệp lý không? Xong chưa? Rồi. Mình muốn mua một cái gì đó đắt tiền, một cái gì đó đẹp, thì mình nghĩ thế này, mình sống được bao lâu mà đầu tư quá nhiều. Cái hiểu không? Làm ơn giặt áo coi chỗ nào trống, ghi câu này. Khi tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Có ai nghe câu này chưa? Để giặt áo lên xong tức thì câu đó bằng vàng đó. Khi tự xét mình không có khả năng buông bỏ, có hiểu không? Yeah. Bà chủ nhà này cái mặt vẫn ngộ hả? Khi tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì nên hiểu hả? 50 tuổi rồi mà chơi đồ cổ, chơi được mấy năm? Đã 50 tuổi rồi mua cái Rolex 18.000 có nên không? Tại sao? Yeah. Mà trong khi để có được cái đó mình phải hy sinh rất là nhiều thứ, đúng không? Và cái này tay nói cho mấy tôi nói. Khi ta bỏ tiền ra cho một thứ không cần thiết thì ta đã lấy đi số tiền của những thứ. Mà đúng hay sai? Lẽ ra cái số 18.000 mua cái Rolex đó mình có thể làm được rất là nhiều chuyện, có hiểu không? Hiểu không? Mà vì tại sao mình không dám mua? 50 tuổi rồi. Thí dụ như mình 20 tuổi thì tôi còn thông cảm, mình đeo được 40 năm. Còn nó 50 tuổi rồi. Hiểu không? Mà mua nhà đất để đầu tư cho con cháu
Tôi biết tôi nói này mấy bậc phụ huynh rất là khó chịu. Nếu là tôi thì không. Tôi cho con tôi ăn học trường nổi tiếng. Tôi dạy con tôi cái đạo làm người. Tôi dạy cho con tôi làm sao mà nó đi đâu người ta cũng thương. Một là cho nó học một cái nghề kiếm tiền ngon lành. Hai là nó đi đâu cũng được người ta thương. Đối với tôi là tôi chết mãn nguyện. Chứ còn mà để lại tài sản cho nó mà quên dạy hai cái kia đó, cực kỳ nguy hiểm. Mà bao nhiêu bậc cha mẹ Việt Nam không được, xin lỗi nha, không được dạy cái này. Một là phải cho con một cái nghề bằng vàng, cái nghề mà câu ra tiền á. Hai là phải dạy nó cách đối nhân xử thế, nó đi đâu người ta cũng thương. Lỡ một ngày nào đó nó không hành nghề được thì nó cái cách nó đi ăn mày, nó nhìn nó cũng thương. Còn đằng này á là không có tay nghề chuyên nghiệp, không chuyên môn mà lại không có khả năng để cho người ta thương thì đi chết đi. Kể bằng cho nên cứ tập trung để lo cho con mà quên hai cái căn bản này, cứ dồn hết tài sản bố thí không dám, xài không dám, chỉ để cho con. Mà bao nhiêu bậc cha mẹ ngon nam ngu sửng chỗ này, tôi biết ghi âm chỗ này nhiều người sẽ mướn vô đảng chém tôi, nhưng mà tôi vẫn nói rất là ngu. Chiều nay tôi cũng mới gặp một bà mẹ này ăn học đàng hoàng, mở miệng ra là cái gì tứ niệm xứ vô ngã vô thường, mà tất cả cho con vì đồng tiền bất chấp sĩ diện, chỉ để cho con thôi. Mà tôi nói một cái đau lòng, con gái cái chuyện nó lấy tiền nó nuôi trai, con trai nó lấy tiền nó nuôi gái, cái chữ gái nghĩa xấu á, mà mình không dám xài, không dám làm phước. Mà tới hồi mình tắt thở rồi, nêu ta nó trời, nó đi đánh bài đá gà cá độ, rồi nó đi nuôi ba cái hoa hậu người mẫu gì đó. Một cô hoa hậu mình muốn gần gũi là phải dễ. Mà trong khi ngày xưa má mình á là thèm cái bánh bao con dám mua ăn, mà mình giờ muốn gần cô hoa hậu đâu phải dễ, gần một cô tiếp viên hàng không đâu phải dễ, hiểu không? Hay là bác tôi nói rõ hơn. Đó rồi. À, trong kinh nói nhiều lắm. Ở đây tôi chỉ nói có 4 thôi. Một là ở cái trú xứ thích hợp. Hai là minh sư thiện hữu. Thứ ba là như lý tác ý. Và 4 là hành trì. Hành trì cái gì? Mình thích thiền định thì mình hành trì thiền định. Mình thích học giáo pháp, mình thích trở thành người nguyên bác thì học giáo pháp. Hiểu không? Mình muốn cái gì thì phải trao dồi cái đó là cái thứ tư. Nhưng mà đặc biệt ba cái đầu. Ở chỗ thích hợp, chỗ thích hợp là sao? Phải thích hợp là ở chỗ sang trọng, khu đất vàng Phú Mỹ Hưng rồi quận 1 phải. Mà ở chỗ thích hợp là cái chỗ mà mình có thể dễ dàng tìm thấy. Dễ dàng cái gì? Ở đây chắc phải ghi định nghĩa được quá. Ở chỗ thích hợp có nghĩa là cái chỗ mà mình có thể dễ dàng thực hiện ba cái điều sau. Mà ba điều sau là gì ta? Một là minh sư thiện hữu. Hai là như lý tác ý. Thứ ba là hành trì. Hành trì tức là theo đuổi cái mà mình muốn ấy. Thì chỗ nào mà nó giúp cho mình dễ làm ba cái này nè, thì cái đó gọi là chỗ đáng ở. Thì người nào có được 4 cái này nè, thì cái người đó hy vọng rất cao là một người tam nhân. Ví dụ như trong mấy cái lời nguyện của tôi, thì nguyện đời đời sinh ra, các vị nghe tôi nguyện thấy rất là kỳ, nhưng mà tôi tin cái đó có thật. Theo các vị, cái Phật quả có phải do lời nguyện quá khứ không? Phải không? Cho nên tôi có nguyện thế này, đời đời sinh ra cho con làm người ly dục. Bởi vì khi mình nguyện ly dục, cái lòng mình đã sợ dục. Ly dục là gì? Là đừng để cho con bị lụy trong cái sắc đẹp, âm thanh, rồi mùi thơm, vị ngon. Đó là lời nguyện. Xin cho con đừng lụy dục, xin cho con dễ dàng đắc thiền. Có nghĩa là sinh ra chỉ cần nhìn thấy một cái đám ma là bỏ đi tu liền. Mà tu chỉ cần xếp bằng một cái là đắc liền. Phải nguyện. Phải nguyện cái ly dục. Chứ còn nguyện tùm lum, nguyện là giàu, đẹp, khỏe, trẻ mà nó không xài được. Mà phải nguyện cái ly dục. Mà sẵn tôi hé luôn, tôi nói luôn cái bí mật này. Người nguyện ly dục, nguyện đắc thiền dễ dàng thì người đó mọi cảnh giới trong thế gian, cảnh giới tốt nhất người đó có thể đến một cách dễ dàng. Phạm Thiên, Đế Thích, Ác Ma Thiên Tử đều là được hết. Còn nguyện giàu đó là nguyện bạc cắt. Mà nguyện ly dục đó, cái đó mới là nguyện bạc chánh, nguyện bạc tỷ. Mà không ai dạy cho nên không biết cái đó. Nguyện ly dục, nguyện đắc thiền. Cái sao sinh ra có đắc thiền dễ dàng. Bồ Tát Tấn Đạt 7 tuổi là đắc thiền nè. Nhớ cái đó. Cho nên là nguyện làm tâm nhân là vậy đó. Nguyện là muốn làm nó phải có đủ 4 cái này.
thì đời đời sinh ra khi mà gặp Phật thì khỏi nói rồi, còn nếu mà gặp mấy ông đạo sĩ đắc thiền ấy thì mấy ông cũng chỉ mình được, hoặc là các cái hàng chư thiên họ cũng có giúp mình được. Bố cái đó. Dạ rồi. Con xin kêu ông sư. Dạ con sẽ hỏi tiếp theo là xin sư giảng dạy giúp con làm sao để nhận biết được căn cơ của mình phù hợp với thiền quán hay thiền chỉ, và cụ thể là thiền phải thở. Chuyện thứ nhất là phải coi thanh tịnh đạo, phải sách trước à. Thì trong đó nói thế này, nghe cho kỹ nè. Cái đặc điểm của mình nó có 4 thứ. Đặc điểm của mỗi con người có 4 thứ. Một, mình coi mình thích cái gì. Bây giờ trong câu đó lại nó hé ra chưa. Một, mình coi mình thích cái gì. Rồi cái gì nữa? Ghét cái gì. Mình chuyên cái gì. Và mình kém cái gì. Có biết không ta? Hả? Hiểu 4 này không? Thì vừa nhìn vào 4 cái này thì mình đoán là được mình thuộc về cái tánh gì. 4 cái. Coi mình thích cái gì. Rồi cái gì nữa? Rồi cái gì nữa? Mà có hiểu không? Mà có đồng ý câu trả lời đó không? Là đó mình biết về thuộc tánh gì. Ví dụ như có nhiều người họ dễ thương vô cùng luôn, tánh ganh tị. Ở bên nhỏ lớn của tôi, dù tôi biết, trời ơi, tôi nói mặt dễ thương là cái cô đó không ai bằng cô hết. Cô con tật rất là xấu, cô đang dễ thương bằng trời vậy đó. Mà chỉ cần mà cô thấy rằng trong buổi lễ, biết đầu đà không? Đầu đà tức là mà cô thấy ai mà trả lời được câu hỏi rồi được thưởng kẹo là cô sụ cái mặt nó liền rồi. Mà biết cũng kẹo mà. Rồi tôi hồi, bây giờ tôi qua Mỹ đang vui vậy đó, mà chỉ cần có thấy sư trụ trì của ông sư nữa đó trong chùa mà đưa cho cô kia cái sâu chuỗi, mà cái sâu chuỗi nhựa, biết không, biết chuỗi nhựa, chuỗi rít đeo á, là bắt đầu cổ sụ mặt xuống. Mà cổ đặc biệt chỗ này, cổ sẵn sàng mời quý vị đi ăn nhà hàng, mỗi phần ăn $100 nha, sẵn sàng mời 4 người đi ăn, mỗi phần ăn $100, cũng mời rất vui vẻ. Nhưng mà cổ không thể chịu đựng cái cảnh mà cổ nhìn thấy thằng Tèo nó gấp thức ăn cho thằng Tí. Mà đôi khi cái phần ăn đó là bá mời, nhưng mà bá lên mà ăn mà bá thấy mà cái người này gấp với người kia là rồi đó, là cái mặt bá nó rớt ịt xuống liền. Bây giờ gấp phải gấp cho bả, hoặc là tự bá gấp, một là gấp cho người ta, hai là gấp cho bả. Chứ còn có vụ mà thằng Tèo gấp Tiết Lan, gấp cho con Hương Cúc, gấp cho con Đào là bá điên lên, bá vô địch thành công về cái vụ mà ganh tị. Còn có bà là bá vô địch vì kẹo, bởi dễ thương cực kỳ, nhưng mà cái bị hứa với tôi đừng để cho bà tốn. Thí dụ như bà ghi danh ở Ấn Độ là cái giá mà ban tổ chức đưa là một người gọi là 1,800, tính luôn cái phí passport visa gì đó, không, khách sạn tính hết. Mà dọc đường chi phí phát sinh, biết không? Thí dụ như khách sạn đó, nó bây giờ nó điều kiện nó tệ quá, bây giờ mình Ấn Độ mà 3 sao là chỉ có, xin lỗi, chỉ có chuột nó ở thôi, mình mới đổi lên thành 4 sao, kêu là bà không. Bà cứ mè nheo coi như là chừng nào ban tổ chức quỳ lại bà đòi trả luôn cho bà thôi, chứ bà không có thêm, có 18 đồng mà không thêm á. Bà thà bà ngủ một mình bên cái 3 sao đó, chứ không qua bên 4 sao. 18 đồng. Mà không biết bà lấy cái 18 đó về bà làm cái gì, tôi cũng đang điều tra, tới tối nay cũng chưa điều tra ra. 18 đồng bạc. Mà tôi tìm hiểu tới hồi nãy đó, khi đi tôi còn gọi phone tôi hỏi đó, mà cũng chưa tìm, gọi là FBI mà điều tra không ra mà. Tức là bây giờ bà lấy 18 đó về bà làm cái gì? FBI mà bó tay là các bạn biết là dữ lắm rồi, siêu rồi, SWAT rồi đó, đặc nhiệm đó mà điều tra ra. 18 đồng. Mà cái biết $18 để chuyển từ cái 3 mà lên 4, dứt khoát là nàng không. Thì cuối cùng ban tổ chức phải thông qua, trả luôn cho nàng. Mà khi mà trả rồi cái mặt của nàng giống như nó mới đắc đạo, nó sáng bừng lên. Bất chấp sĩ diện mà thấy bao vui, ai cũng biết là bà con tiên đã vui đó lại đó. Mà coi như là nó, mình sượng giùm bả, không, chuyến đi đó không có tôi, nhưng mà tôi nghe mấy người kể đó, là mình nghe mình nhột đó. Mà bà vui cái rất là dễ dàng, chỉ vì đó là bà tiết kiệm được 18 đồng. Mà cho đến đêm nay là cả một lực lượng mà đặc nhiệm Mỹ điều ra không ra, 18 đồng bà làm cái gì cái 18 đồng đó. Kinh khủng như vậy. Cho nên muốn biết mình cơ tánh mình là gì thì coi mình thích cái gì, ghét cái gì, chuyên cái gì và dở cái gì. Hiểu không? Ừ. Dạ, dạ, con hỏi tiếp theo đó là, dạ thưa sư, cho con hỏi là cung kính Phật, cung kính Tăng là những người có thể hình dung rõ ràng mà khởi tâm cung kính được. Vậy còn cung kính Pháp là cung kính như thế nào? Chúng con
Dạ. Ok. Hết rồi phải không? Ok. Còn cho đúng là được rồi. Được, bỏ đi. Phật là người đã chứng ngộ tất cả các pháp. Vậy có pháp trong đó không? Tăng là cái người hành trì một phần lời dạy của Phật. Mà lời dạy đó là pháp phải không? Vậy là cũng con người đó khi nào nó có pháp trong người mới gọi là tăng đúng không? Mà cái pháp đó là do người khác dạy. Còn Phật là người có pháp trong mình mà cái pháp đó không do ai dạy. Như vậy pháp có trong Phật và tăng không? Nếu mà một con người chỉ có cái này không mà mình biết được con người đó không có chỗ nào xài được, mình có lại không? Ngày mai ra cộng lãnh tôi lụm một cái thằng xăm mình hổ báo vô, cái việc có lại không? Như vậy có nghĩa là mình lại một người lại do lại cái pháp chứ không phải là, dù người đó không có gì, cha những quý vị cũng hy vọng là tôi có cái gì mới chào tôi đúng không? Như vậy thì lại Phật hay là lại tăng đều là lại, có đúng không? Phật và tăng là cái biểu hiện của pháp. Có một điều là pháp ở Phật là tự ngài thấy, còn ở tăng là do Phật dạy. Hiểu không? Nó giống như là tiền mặt với là tiền ở trong nhà băng vậy đó. Tức là cái thằng cha này không có tiền nhưng mà chả có cái thẻ nhà băng, mình gặp nhau mình cũng chào cho biết chả nhiều. Nhận ký cái sách cũng được. Pháp giống như tiền nhà băng vậy đó. Sao cái cọc này nó dài quá vậy? Mấy giờ mình về? 8 giờ. À không, tôi thì sẵn sàng đó, nhưng mà nếu mà nó dài quá đó thì có hai cách. Một là tôi trả lời cái kiểu mà đốn ngộ, tôi trả lời vắn tắt thôi, tôi thấy ngộ tôi đốn. Còn hai đó là mình hẹn nhau ngày mai cái bị kéo vô trong cái chùa. Ngày mai mình có lịch không? Rồi mai kéo vô chùa. Bây giờ một là ngày mai tôi trở lại đây, hay là ngày mai mình vô chùa cái nào tiện, gọi là hẹn ở một điểm nào khác. Có một con điểm chứ cái điểm này vô dễ lạc lắm. Ok, không mà vậy là quyết định cái vụ đó quý vị bạn nhau nha. Chứ còn thấy cái sắp này bỏ thì uổng, cái câu hỏi này rất là dễ thương. Tôi không muốn giảng, tôi thích trả lời hơn. Hiểu không? Kỳ rồi có ngày Tâm Đản 11 qua bên Thụy Sĩ thì mấy Phật tử họ đòi thỉnh giảng, tôi nói no, không có chơi ngu vậy. Hỏi mình mới lấy được cái này cái kia. Giống như mình ta là tỷ phú mà mình hãy để mình đòi món ăn người ta sẽ đãi, còn đằng này mình chưa gì hết mà mình để cho tự người ta đó là người ta sẽ quất nồi cháo trắng với trứng muối là khùng luôn á. Mà tôi nói hết, tôi không nói tôi tỷ phú nhưng mà phải tranh thủ ở tôi chứ. Hỏi đi. Dạ thưa sư, là tự tử phải là một tiền thiên tật, những tâm bất thiện nào khiến cho một chúng sanh đi đến hành động tự tử? Ok, có hai trường hợp. Có hai trường hợp, có hai lý do tự tử. Một là thói quen quá khứ, cứ mỗi lần gặp chuyện như vậy là nghĩ đến cái giải pháp xấu nhất, đó là tự sát. Hiểu không? Cái là một là cái thói quen tâm lý, hai là tiền nghiệp sát sinh. Đây là hai lý do nha. Cái này kinh nói chứ phải tôi nói. Và khi tôi biết các vị ghi âm có nghĩa là tôi chịu trách nhiệm những gì tôi nói nha, chứ không phải tôi không biết. Thì có hai lý do để một người tự tử. Một là cái này kinh nói, một là nghiệp sát, hai là thói quen nhiều đời. Thói quen nhiều đời nghĩa là cái mỗi lần bế tắc cái là hả, bế tắc là gì đó là thói quen nhiều đời. Còn trường hợp là nghiệp sát là sao? Tức là khi mà mình sát sinh ấy thì đời sanh ra đó mình dễ dàng có khuynh hướng tự sát. Bởi vì có trường hợp là khi không có ai mà đủ duyên để làm cái kẻ giết mình, cái kẻ giết mình cũng phải có cái duyên, có tin gì đó không? Dạ. Hả? Dạ. Tại sao 100 thằng không nào chửi thôi, tại sao con thằng nó chửi mình? Nó phải có cái duyên. Duyên đó là chướng duyên. Còn thuận duyên là nó gặp mình nó thương. Có nhiều người còn cái chướng duyên là gặp nhau thì nó ghét. Thì khi mà trong ngay cái thời điểm mà cái tiền nghiệp, cái nghiệp sát mà nó trổ quả đó, mà lại không có ai đủ duyên để giết mình thì mình bèn đồn. Thì đó trường hợp nhất là do tiền nghiệp. Còn hợp thứ hai là do thói quen tâm lý nhiều đời. Thì trường hợp đó mới gọi là tiền khiêm tặc. Nhớ nha. Rồi. Hiểu hả? Dạ, thưa sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là, dạ thưa sư, theo con được biết, để được xem là người tam nhân thì được tính vào thời điểm sát na tâm tục sanh, nhưng con chưa hiểu rõ về sát na tâm tử và tâm tục sanh để thành người tam nhân. Ở đây có ai học vật lý không? Các vị có biết mấy cái hộp khoát không? Khoát hoặc là photon, proton, neutron biết hả? Electron biểu. Mấy cái đó mình học cho biết chứ còn mình có thấy không? Hả?
y chang vậy đó. Thì học thì biết là đầu thai tam nhân nhị nhân, chứ còn bà nội tôi không biết nó nằm ở đâu. Hiểu không? Hiểu hả? Hiểu là cái đứa nào mà nó đắc thiền đắc đạo được thì nó là tam nhân, chứ còn không có thì không cho biết. Vậy học để thấy cái dòng đời đó là vô ngã vô thường. Hồi mình chưa biết đạo, mình tưởng là mình là một cái line đời nó dài, tới biết là mình thấy mình là spot từng đớp từng đớp, mà tới hồi hành thì biết mình là từng dot dot từng chấm chấm chấm, vậy vậy thôi, học đó ra được rồi. Còn mấy cái dot đó mà nó giống như proton rồi electron được đó, học cho biết thôi nha. Này là còn trạng thái tâm ba nhân đó, tâm nhân đó thì mình phải huân tập, phải làm sự lựa chọn cái cảm xúc với trần cảnh. Hỏi lại vậy thì trạng thái tâm ba tâm nhân đó mình phải huân tập hay là một sự lựa chọn? Ok, hiểu rồi. Cái tâm nhân không có lựa chọn được, là kiếp trước mình có đủ ba nhân bốn nhân hồi nãy nhớ không? Yeah. Nhớ không? Thì kiếp trước mình đủ bốn nhân đó, trên kiếp này mình sinh ra mình mới có được làm cái người tam nhân. Vậy thì cái đấy nó nằm ngoài cái kiểm soát của mình, đúng không? Rồi, và khi mà mình đầu thai một tâm nhân đó, nó có hai trường hợp. Một là mình có khả năng chứng thiền rất là dễ, khả năng định tâm rất là dễ. Hai đó là cái khả năng trí tuệ tu tập niệm xứ rất là dễ, xem chưa. Nhưng cái nhân này là mới là ngán nè. Nhưng chỉ có một phần ngàn trường hợp là người tâm nhân mà đắc này đắc kia. Những người đắc này đắc kia phải là tam nhân, nhưng những người tam nhân thì chưa chắc là đắc này đắc kia. Có phân biệt nữa này không? Hoa hậu phải là người đẹp, nhưng người đẹp chưa chắc là hoa hậu, đúng không? Dạ, yeah, phải hiểu cái đó. Một nhà khoa học phải thông minh, nhưng chưa chắc bằng thông minh là khoa học. Và từ đó phải nhớ thêm câu này: đừng bao giờ gạ giọng hỏi, đừng bao giờ nói rằng tại sao tôi giỏi mà tôi nghèo, mà phải hỏi rằng tại sao tôi nghèo. Không, đừng bao giờ khoe tôi nghèo mà tôi vẫn giỏi, mà phải tự hỏi tại sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Dạ thầy sư, là cũng chủ đề đó luôn, thì là trường hợp như ông Đề Bà Đạt Đa, ông là người tam nhân nên mới có thể chứng đắc các tầng thiền và tầng thông, vậy tại sao lại có thể làm những hành động hại Thế Tôn khi để tăng đoàn? Ok. Cái con dao bén ấy, nó có thể dùng vào việc tốt và việc xấu được, phải không? Yeah. Hiểu không? Cái người sở hữu con dao bén ấy, họ có thể là một người đầu bếp lành nghề, mà họ có thể là một tên sát thủ, hiểu không? Thì cái khả năng chứng thiện cũng chỉ là con dao thôi, hiểu không? Ở trong nguyên cái nhà này không ai có con dao bén, mà dao ổng, dao ổng là dao gì, dao phi lê, dao cắt sushi. Để biết sushi không? Dạ. Dao đó phải tốt phải không? Dạ. Nhưng mà có con dao đó không, nó không có nó, cái chuyện mà mình sở hữu con dao đó không có đủ để nói rằng ông đó là cái gì ở trong đây hết á. Ông chỉ có hơn người khác con dao thôi, hiểu không? Hiểu không? Tôi năm nay tôi 54 tuổi. Thì cách đây 54 năm tôi không biết ở cảnh giới nào mà tôi đi vào bụng mẹ bằng cái tâm đại quả thứ 3. Không ho thì đàm này nghe, này không hiểu nó khổ vậy đó. Tôi nói đại đi, bằng tâm đại quả thứ 3. Thì tôi đầu thai bằng cái tâm đó, thì bây giờ tôi 53 tuổi, thì 30 năm sau khi tôi chết thì tôi phải chết bằng cái tâm đó. Dầu tôi bị xe đụng hay là rớt máy bay hay là bị chìm tàu, bị bóp cổ, bị móc họng gì cần biết, nhưng mà tôi phải chết bằng cái tâm đó. Có một điều nghe cho kỹ: sanh tâm nào thì tử bằng tâm đó, nhưng mà tử bằng cái sau khi tử đó tôi tái sanh một cái kiếp khác á. Cái tâm tử của kiếp khác nó không mắc mới gì cái tâm tử, tâm sanh của kiếp khác nó mắc mới gì tâm tử của kiếp này, hiểu không ta? Hiểu hả? Ngay kiếp này tôi sanh bằng cái tâm này nè, thì tôi chết bằng cái tâm này. Nhưng mà ngón tay này là một kiếp khác, thì tôi chết bằng, tôi sanh kiếp này là tôi sanh bằng tâm A, tôi chết tâm A. Nhưng mà kiếp này tôi chết tâm A, thì kiếp sau chưa chắc tôi sanh là bằng tâm A, tôi sanh là bằng tâm B, hiểu không? Dạ, câu hỏi tiếp theo
chưa hề có pháp môn nào ngu vậy. Cái câu này nó giống như câu này: thưa sư, nếu mà mình chỉ có nhúc nhích ngón tay và ăn mồng tơi thì mình sẽ được sức khỏe thế nào? Có hiểu không? Có hiểu tụi nó không? Có hiểu, có hiểu câu hỏi này không? Mình chỉ nhúc nhích ngón tay và mình ăn rau mồng tơi thì sức khỏe mình sẽ ra sao? Thì mình tập tới đâu thì mình khỏe tới đó, mình ăn tới đâu mình khỏe tới đó, ok? Hiểu không? Nghe kỹ, tập tới đâu thì khỏe tới đó, thì mình tập ngón tay khỏe ngón tay thôi. Rồi mình ăn cái gì, ăn mồng tơi thì mình ăn cái gì mình khỏe cái đó thôi. Như nhỏ nó hỏi bố đó chứ, ăn gì bổ đấy, ăn đuôi bổ cái gì thì cũng nó bổ lanh quanh đâu đấy. Hỏi tiếp. Hiểu rồi. Đúng ra đó, trong bản Pali đó thì không có chân chánh kỹ vậy đó, là mong cho ước cái gì được cái đó. Hiểu không? Do cái phước này nè, con làm cho chư tăng đó thì con ước cái gì cũng được cái đó. À, chứ không có nói rõ là ước cái gì nha, ước cái gì samma sankappa. Nhưng mà trong bản dịch phải thêm cái đó là sao? Là bởi vì chư tăng không có ủng hộ các vị mà làm phước mà nhớ ước nguyện là tối nay đi đào tường phát chết thành công, giật chồng giật vợ người ta thành công. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên vì cái chuyện đó cho nên mới thêm cái vụ mà ước nguyện chân chánh. Tức là chư tăng chỉ ủng hộ cái vụ mà ước cái gì mà nó dễ thương thôi. Hiểu hả? Còn tự nhiên mà mình muốn giật chồng người ta mà mình xin chư tăng chú nguyện cho con vợ nó mù mắt để cho con lụm vòng bỏ túi, cái đó sợ mới được. Không, tôi sợ sao mấy gì hay cười. Tôi đang nói rất là nghiêm túc. Tức là mình ước nguyện chuyện tào lao thì không có được. Dạ, cũng chủ đề đó là những ước nguyện của mỗi chúng sanh trên con đường hướng tới đạo quả thì mỗi thời mỗi khác như sao ạ? Bài giảng hôm qua ở trên bên Phước Sơn mà con, để có ai nghe không? Có hả? Rồi banh nói ai ra nghe nè. Do tiền nghiệp khuynh hướng, qua tiền nghiệp tâm lý và khuynh hướng, do tiền nghiệp quá khứ và khuynh hướng tâm lý mà mỗi người có một cái thiện ác khác nhau, có một cái thích ghét khác nhau, đúng không? Khi mà thích ghét thiện ác bốn cái này nó khác nhau thì khi mà mình làm việc bất thiện á, cái kiểu làm cũng khác nhau. Ví dụ như mình thấy câu cá, có ông là ông câu lên là ông muốn là phi lê hai lường là ông ăn sushi tại chỗ, nhưng có ông thì thích ngâm, thích rộng đó, hiểu không? Thế cũng sắc xanh mà mỗi cha sát kiểu, đúng không? Rồi đó, mình thấy sắc xanh đó. Rồi bây giờ ta ăn cắp, có người thích ăn cắp, thích có người thích ăn cướp, có phải không ta? Có biết phân biệt được cắp với cướp không? Cho nên là tùy thuộc vào tiền nghiệp quá khứ và khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta có bốn thứ thích ghét thiện ác khác nhau. Và từ chỗ bốn cái này khác nhau cho nên nếu mà làm ác hay làm thiện ấy cũng không giống nhau, hiểu hả? Và tới lúc cùng phát tâm mà cầu đạo giải thoát cũng không giống nhau. Nghe hiểu không? Cho nên cái kiểu tu khác nhau, cho nên nó mới ra bốn trường hợp sau đây. Một, có kẻ tu dễ mà đắc khó, tu khó mà đắc dễ, tu dễ đắc dễ và tu khó đắc khó. Tu dễ đắc khó là sao? Không có cần phải lên rừng sâu núi thẳm, lam sơn chướng khí ma thiên nước độc, không có cần đi khất thực bị chúng chửi, không cần. Cái gì đi xuất gia, cái sư phụ đi đâu dắt theo đó, cái là sư phụ ăn cái gì mình ăn cái đó, sướng vậy đó. Y giáo ở cái thành phố giàu ở Sài Gòn, cái đâu ở dưới tỉnh đâu, y giáo ngon lành thế này. Có được tu hơi lâu à, tu sướng, tu tới 40 năm, một ngày kia nhìn cơn mưa chiều bèn đắc a la hán, thì cái đó được gọi là tu sướng mà đắc chậm. Còn trường hợp thứ hai là tu sướng mà đắc nhanh, có nghĩa là vô chùa mới vừa cạo đầu có hai đường, một hai ba là đắc là a la hán liền, đó là tu sướng mà đắc nhanh. Còn hai cái sau, tu khổ mà đắc chậm, là trời bây giờ giải thích hai cái đầu là mấy cái sao hiểu rồi, là tu khổ mà đắc chậm có nghĩa là nó vô nó phải tùm lum là la bao nhiêu khổ ải trầm lưng mà mất mấy chục năm mới đắc. Còn có trường hợp tu khổ mà đắc nhanh thì cũng bị bầm dập nhưng mà vài tháng đắc. Mà ở đâu ra cái đó? Là do
do cái tiền nghiệp của nước tâm lý và môi trường sống. Khi mà ba cái đó nó khác nhau thì làm ác cũng làm ác không giống ai, làm thiện cũng không giống ai, và khi cầu đạo giải thoát cũng không giống ai. Cho nên đó là lý do tại sao chư Phật đều có 32 tướng tốt giống nhau nhưng nét mặt không vị nào giống vị nào, có hiểu không? Hoa hậu năm nào cũng có, mà có hoa hậu nào giống hoa hậu nào không? Có không? Hoa hậu hết rồi sao mặt không giống nhau vậy? Có người nào đẹp không? Tất cả đều đẹp, nhưng mà mỗi bà một nét, có đúng không? Bây giờ hiểu không? Ngay cả trường hợp nó giống như hai giọt nước, nhưng mà giọt nước mưa, giọt nước trà. Biết người nó ở đâu, thôi quay về làm gì, hiểu không? Đừng có nghe người ta nói là bắt chước. Muốn tu đạo giải thoát là phải quay về đây nhìn nó, để buông nó, để hiểu rằng nó là sao, chung quanh vũ trụ nó như vậy. Hiểu tôi nói không? Có hiểu không? Vì cầu đạo giải thoát mà mình phải quay về với chính mình, để làm chi? Để giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát hay là cái cục này, cái nào là cứu cánh? Hả? Tôi trở về nhà để tôi lụm cọc tiền, thì cái nhà với cọc tiền cái nào là mục đích? Giống như ông cha này vậy đó. Tức là nói giải cái mục đích là giải là cái nhà chứ không phải là cọc tiền. Hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Hả? Một đám người, một đứa thì buồn ngủ, đứa thì mặt đơ. Tôi nản lắm, tôi không muốn nói luôn. Một cọc dài chọc kìa. Ngu thì nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Dạ rồi, hỏi tiếp. Dạ, xin thưa ông sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là: dạ thưa sư, mẹ chồng con tin vào chuyện cúng bái, cầu xin và dạy con theo cách hiểu của bà. Nhưng bà lại nói những điều con có được tốt đẹp là do bà cầu xin. Đây có phải là tà kiến giới cấp hữu không ạ? Nói chậm lên đi. Dạ mẹ chồng. Lý xa ra. Dạ mẹ chồng con tin vào chuyện cúng bái, cầu xin và dạy con theo cách hiểu của bà. Nhưng bà lại nói những điều con có được tốt đẹp là do bà cầu xin. Vậy đây có phải là tà kiến giới cấm thủ không ạ? Tôi nói câu nở tù nha. Về nói với bà, thất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Các vị thấy cái câu đúng hay sai? Đúng hay sai? Yeah. Nói bả câu đó, thất mùa đổ thiên tai mà được mùa là bởi thiên tài đang tại đó, công an vô cái bà nội. Nhưng mày hiểu không, cái câu đó đúng hay sai? Nói bả câu đó đi, bác bà nghe câu đó. Nó bây giờ bà cầu nguyện, bây giờ tôi không thèm học, tôi có đậu không? Bây giờ tôi chay lì ra, tôi không thèm học, tôi nằm tôi trùm mờ, tôi ngủ, tôi coi phim đại hàng, khóc rồi ăn chip nát rồi uống coca rồi vừa khóc coi phim đại hàng là tôi có thi đậu không? Hẹn trai ăn chè coi phim rồi đó, có đậu không? Còn quý à, kia mới bà chống mong bắt đầu tới sáng luôn, hiểu không? Về cho bác học cái hai câu đó, hai câu ở tù làm phải cái câu đó ghê chứ, cái câu tôi chưa có nói nha. Cũng cái con chán ngán nghe những lời nói đó, chán ngán trong cái cảnh này. Ok. Dạ, con được dạy phải theo dõi thân tâm mình phải ứng ra sao với cảnh. Đúng rồi. Nhưng niệm định con yếu quá, trước cảnh đó nên luôn bị sân hận phiền não. Cảnh nào? Cảnh nào? Dạ. Cảnh mà má đó. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi sao? Trước cảnh đó nên luôn bị sân hận phiền não mà phản ứng lại bằng thân khẩu bất thiện với bà. Ừ. Ngay sau đó con ghi nhận con đang sân và tiếp tục hối hận diễn ra vì đã phản ứng như vậy. Nhiều lúc con chọn im lặng nhưng tâm con đầy cảm họ sầu bi khổ não. Con mong sư chỉ dạy cho con cách suy tư chân chánh để con vượt qua và ứng xử trong những trường hợp này. Cái thằng trai mình đã viết thiệp cưới á, mà đọc xong là mình con nó thôi nôi rồi, có hiểu không? Ta đọc xong cái thiệp cưới đó là con giả thôi nôi rồi, nó dài lắm. Là ta viết tắt thế này: má con tin cầu nguyện, nói cái gì trong nhà cũng do bà cầu mà có. Con nổi điên có tội không? Hết. Rồi nói làm chi vậy? Nó dài, nói dài, nói dở, nói dài. Thì ở đây tôi không trả lời bà con biết, sân là xấu.
Phật còn không độ được người vô duyên, thiếu duyên, thì mình là cái gì? Thì chỉ có trong kinh dạy, trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy có 7 cách đối phó phiền não. Thì trong đó có những cách, một là trực diện, hai là thấu suốt nó, ba là lãng tránh nó. Nha, nó có 7 cách. Mấy cách sao không có liên quan cư sĩ. Một là mình tu cái đối lập lại với nó, còn hai đó là mình tránh nó, hoặc là mình trực diện xuyên thấu nó. Mà trong khi đó là mình thấy trong tình huống bà má mình thì chỉ có cách là mình coi như không có nghe thôi. Dạ rồi. Dạ thưa sư, là con hay thực hành suy niệm về cái chết bằng cách suy niệm ngày mai hay lát nữa mình sẽ chết. Thỉnh thoảng con có suy nghĩ, tuy suy niệm ngày mai là mình có thể chết, nhưng thực tế tới giờ là hôm sau mình vẫn còn sống, khiến con hoài nghi và pháp suy niệm sự chết đó có đúng không hay sư? Dạ thưa sư, tôi nghe đọc lại gì? Dạ là con hay thực hành suy niệm về cái chết. Dạ con hay thực hành suy niệm về cái chết bằng cách suy niệm rằng ngày mai hay lát nữa mình sẽ chết. Thỉnh thoảng con có suy nghĩ là tuy suy niệm ngày mai là mình sẽ chết, nhưng thực tế cho tới giờ là hôm sau mình vẫn còn sống. Khiến con hoài nghi về pháp suy niệm chết đó có đúng hay chưa? Biết rồi. Dạ. Không biết anh đọc sách hay là thầy nào dạy anh niệm chết, niệm là mình phải chết như mình niệm. Hiểu tôi hỏi không? Không biết ông thầy tào lao nào mà dạy là niệm chết và mong là mình sẽ chết như mình niệm. Niệm chết có nghĩa là sao? Niệm chết có nghĩa là luôn luôn ý thức được rằng mình đang ngủ dây. Đại khái biết ngủ dây không? Biết tiểu long nữ không? Niệm chết có nghĩa là luôn luôn ý thức rằng mình đang ngủ dây, mình có thể té bất cứ lúc nào, thì mình phải làm sao ta? Phải cảnh giác. Hãy nhớ rằng ta đang đứng ở chỗ treo leo, cho nên ta phải cảnh giác. Chứ không phải là ta đang đứng chỗ treo leo thôi ta nhảy luôn. Khôn 3 năm dạy 1 giờ, bây giờ dạy trước khỏi chờ 3 năm, không phải. Không phải như vậy. Có hiểu được nó không? Mình có nên dạy trước khỏi chờ 3 năm không? Hả? Hiểu hả? Đó cái đó câu này hiểu hả? Khôn 3 năm giờ, bây giờ dạy trước khỏi chờ 3 năm. Nó có chữ quan nó đẻ đã luôn. Xin sư giảng cho con về phương pháp niệm chết trong 40 đề mục thiền chỉ hoặc là pháp hành thiền chỉ niệm chết và sự suy nghĩ về cái chết thì con làm. Nghe biết rồi. Không chịu coi kinh. Cảm biết cái người hỏi có ở đây không? Đó, nó gửi xong rồi nó đi chết rồi. Nói rằng ta biết mặt, biết người ta chửi cho nó đã. Thứ nhất là không chịu coi thanh tịnh đạo. Tịnh đạo có dạy thế này. Niệm chết là niệm sao? Vĩ đại như chư Phật cũng phải có lúc ra đi. Hiểu hả? Thì xá gì một người như mình. Chỗ đó dạy cho vậy. Chỗ đó còn nói nhiều nữa. Ví dụ như giàu có như ai, khỏe mạnh như ai, tiếng tâm như ai, quyền lực như ai thì mạnh lắm. Thôi giờ mình chỉ chọn Đức Phật đủ rồi. Vĩ đại như chư Phật còn có lúc bỏ xác mà đi. Xá gì mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta có nhiều lý do để bị chết hơn là cái lý do để sống. Có đúng hay sai? Dạ, đúng. Hả? Dạ, đúng. Đúng rồi. Ông bỏ tay, tôi bỏ tay quá. Chúng ta có nhiều lý do để chết hơn. Hiểu lý do không? Dạ, hiểu. Chỉ cần xe đụng ăn trúng độc, bị thằng nào nó đâm đánh ghen nhầm, trả thù không chính xác rồi đó, là chết hết. Mà trong khi đó là cái để sống thì nó hơi khó. Hơi khó. Trời kêu ai nói dạ. Cho nên là mình cứ nhớ vĩ đại như chư Phật còn có lúc ra đi. Rồi các bạn trên nếp còn dạy thêm nữa. Ra mỗi sáng ra khỏi nhà, rút chìa khóa ra, hãy niệm rằng biết đâu chiều nay đứa khác mở chứ phải mình mở. Khóa tủ sắt, có thể chiều nay đứa khác mở chứ phải mình mở. Giặt quần áo, có thể đây là lần cuối cùng. Cầm chén cơm, có thể đây là lần ăn cuối cùng. Máng cái áo vô tủ, biết đâu đây là lần cuối cùng. Cái gì? Và đối xử với ai cũng nghĩ rằng biết đâu đây là lần cuối cùng gặp nhau. Đó gọi là niệm chết. Rồi không biết là ai dạy mà hãy niệm chết là phải chết như mình nguyện. Thì tôi xin chia buồn cùng tăng quyến. Có bà cắt ở đây, phúng điếu tại chỗ. Ok, hiểu không? Dạ, xin chư ông sư. Dạ, con hỏi tiếp theo đó là dạ, xin sư chỉ cho con cách nhận biết tâm ngã mạn
Ngã mạn là so, so bằng, so hơn, so thua. So bằng có nghĩa là nó tới đâu tôi tới đó, hiểu không? Còn so hơn là nó còn khuya mới bằng tôi. Còn so thua là em biết phận thân em, phận gái, nhà nghèo, mặc cảm ấy. Kể cái biên câu chuyện, thằng nhỏ nó vô chùa nó phá. Rồi ông sư trụ trì la nó, la hơi nặng. Nó chạy về nó mét bố nó, mà nó nói thêm, nó nói ông sư đánh đó. Thì nó vô nói với ông trụ trì, bố nó dắt nó vô chùa hỏi, sao thầy đánh con nó? Ông nói không, bần tăng chưa đánh ai hết. Ông thầy chửi nó nặng lắm, không, bần tăng chưa chửi ai hết. Cái ông bố ông quê nó thầy liệu thầy, nó bần tăng cũng chưa ngán ai hết. Thì tới cái câu đầu tiên ấy, thì bần tăng chưa có đánh ai hết là mình thấy nó còn từ bi. Bần tăng chưa có chửi ai hết thì mình thấy còn sợ được. Nhưng mà tới cái câu thứ ba là thầy liệu thầy, nó bần tăng cũng chưa có ngán ai hết. Thì mình thấy ở đây là ổng so bằng hay so thua? So hơn, chưa có ngán ai hết. Vậy hiểu hả? À khoan, còn đố kỵ. Trong có một lần đó, vua trời đế thích hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao trên thế giới này chúng sanh cứ đấu đá nhau miết, đấu đá nhau hoài, đấu đá chiến tranh, rồi thì xung đột mâu thuẫn liên tục và liên tục? Đức Phật ngài dạy rằng do hai cái phiền não, nó nhiều lắm, mà ngài nói là trước mắt thì có hai phiền não này, nó làm cho chúng sanh đấu đá xung đột mâu thuẫn nhau, đó là đố kỵ và bủng xỉn. Nghe cho kỹ, đố kỵ là không muốn người ta được gì, còn bủng xỉn là không muốn mình mất gì. Viết cái xong cái mà để hai cái chữ đó đối nhau, hiểu chữ đối không? Cái trên là người ta được, còn dưới đây là mình. Thì cái đố kỵ là không muốn người ta được gì, còn cái bủng xỉn là không muốn mình mất gì, được cái mất, hiểu không? Cho nên cái ngã mạn là so sánh, bần tăng không nghe nghe. Còn cái đố kỵ là không muốn người ta được cái gì. Cái này nó thiệt. Ở ngoài đời ấy, bệnh ấy, thì mỗi bệnh nó có một thuốc chữa. Mình bị trĩ thì không thể chữa bằng cái thuốc trị bệnh lác được, hiểu không? Tuy nhiên ở trong Phật Pháp, rất nhiều người bắt chước, người ta nói như con vẹt là bệnh nào thuốc đó. Thật ra cái câu đó đôi khi đúng mà đôi khi sai. Bởi vì chốt lại đó, tất cả phiền não nó chỉ đi ra từ một nguồn duy nhất, đó là vô minh. Do không thấy bốn đế, do không thấy được mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, ba cái nhận thức này cũng lại là con đường thoát khổ. Thì do cái vô minh trong bốn đế mà người ta mới có cái thích cái này ghét cái kia. Và để giải quyết cái thích và ghét đó, người ta đã làm các nghiệp thiện ác, hiểu không? Như vậy cái chốt lại là vô minh, đúng không? Và thích và ghét á, thích cái gì thì mình phải ghét cái ngược lại, và ghét cái gì thì mình thích cái ngược lại. Như vậy thì trong kinh mới nói vô minh là cha trong vòng luân hồi á, và tha mái là mẹ, hiểu không? Rồi thì hỏi với bây giờ, để trừ hai phiền não này thì chốt lại đó, tất cả pháp môn đều có khả năng trừ hai cái này, hiểu không ta? Nghe cho kỹ nha, tất cả các pháp môn đều có khả năng trừ hai cái này. Có một điều là đứa nào hợp với pháp môn nào, cái hiểu không? Thay vì mình trả lời là pháp môn AB nó sẽ trừ được cái này, thì Đức Phật không nói như vậy. Ngài không nói là pháp môn AB, mà Ngài nói là tất cả các pháp môn đều có thể trừ được cái này, tuy nhiên đứa nào hợp với cái pháp môn nào. Chỉ vì câu này mà nhiều người hiểu lầm là pháp môn nào chữa bệnh nào. No, cái đó không có, cái đó hiểu sai. Ví dụ như trong kinh mình đọc, mình thấy quán bất tịnh thì trừ được tham, nhưng mà trừ một cách nào? Quán bất tịnh mà đắc thánh mới trừ được, đúng không? Mà khi đắc thánh rồi đó, thì quán bất tịnh mà đắc thánh đó, có trừ được sân không? Đắc thánh rồi có trừ được không? Bây giờ hiểu chưa? Tức là pháp môn nào cũng trừ phiền não. Có một điều là ta hợp với pháp môn nào, chứ không phải là pháp môn A trừ phiền não A, pháp môn B trừ phiền não B. Con dao này nè, cắt cá này, con dao này cắt tép này, cắt tôm cái này, cắt lobster cái này, cắt thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt cừu, nó không phải. Chứ này là mình thuận tay với con dao nào. Vậy có hiểu được hai cái này không? Không phải là pháp môn nào trừ cái nào, mà là tất cả các pháp môn đều trừ phiền não như nhau. Vấn đề là ta hợp với pháp môn nào.
Từ đó mới ra cái hiểu lầm là pháp môn A trừ phiền não A. Có phải chết không? Đúng là đêm nay quý vị phải xăm mình cái này nè. Mình học đạo là phải xăm trổ hổ báo, nát người. Dạ rồi, con xin kêu anh sư. Câu hỏi tiếp theo đó là dạ thưa sư, cho con hỏi những yếu tố để phân tập pháp chân thật, pháp quyết định và tu tập chân thật, quyết định ba la mật là như thế nào ạ? Dạ, và hai pháp này là hỗ trợ như thế nào trong thiền quán? Nó y chang như là câu hỏi vừa rồi vậy đó. Có vô số cách để nuôi dưỡng phát triển một thiện pháp. Để kể ông ta. Có vô số cách để nuôi dưỡng phát triển một thiện pháp. Vấn đề là ta hợp với cái nào. Hiểu không? Hiểu hiểu không ta? Dạ thưa sư, khi hành thiền con liên tục ghi nhận được những trạng thái như ganh tị, ngã mạn, đố kỵ, ích kỷ, nhỏ mọn của sắc tánh nữ, và những trạng thái tâm đó khởi lên liên tục trong tâm ngày qua ngày với người thân, với cả những người có ơn với mình. Con được học và biết những trạng thái tâm đó là nhân sanh sắc tánh nữ, nên cố gắng tỉnh giác với những trạng thái tâm đó. Xin sư cho con hỏi phải suy tư và hành động như thế nào để khi sanh ra dù là thân nữ nhưng vẫn có những phẩm chất của bậc thượng nhân. Các vị đi bỏ rác á. Ai đi luyện rác đổ rác nào? Khi mình đi đổ rác vậy đó, mình có cần lấy ra từng món mình bỏ không? Dạ. Mình làm sao? Mà trước khi dục mình biết cái bệnh đó là bệnh gì không? Mà mình có moi ra từng món không? Chỉ cần biết đây là bệnh rác thì đúng không? Thì muốn bỏ tánh nữ thì chỉ cần biết rằng muốn làm thân nam không có tánh này là đủ. Thấy rác là liền thôi. Chứ không cần mà phải ra cái yêu không yêu, yêu không yêu là không có cái vụ đó. Thì liền rác mà làm cái kiểu mà yêu không yêu là tới Tết luôn. Hiểu không? Kiểu mà ăn thanh long nhã hộp là tới Tết luôn. Không còn vụ mà yêu không yêu. Có nghĩa là mình thấy... À, mình sao các vị đừng có cười, này nó diễn rất là nghiêm túc. Thấy không? Tại tôi thấy tôi ghét cái vụ đó. Cái vụ mà... Yeah. Thì mình... thấy nó là phiền não, biết nó là không tốt, bỏ. Chứ không cần phải bận tâm từng thứ, từng thứ. À. Có nhớ cái vụ mà hai con mộ hộp không? Biết chuyện đó không? Ok. Chỉ cần biết đó là tính không tốt là được rồi. Nghĩ đến thân nam thì mong mỏi thân nam thì toàn bộ những gì thuộc về tánh nữ lập tức buông. Có nhớ sáu pháp tùy niệm không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Trong đó có pháp niệm Thiên là niệm sao? Nhiều người nữ niệm Thiên là niệm Nam Môn Cộng Hoàng Thượng Đế Thái Thượng Lữ Quân Diêu Trì Dương Mẫu Tề Thiên Đại Thánh Phái Na Tra Lý Tịnh gì đó phải. Mà niệm Thiên có nghĩa là chư thiên những chúng sanh ở trên các cảnh trời nhờ đâu mà họ được về trên đó, nhờ những đức lành nào họ về trên đó, những đức lành ấy ta cũng có. Mà có sao nghĩ vậy nha, chứ tự nhiên không có làm hết mà nghĩ rằng ta cũng có là cái đó là trời tru đất diệt. Mà mình có giữ giới, mình có bố thí, mình có niềm tin, mình có trí tuệ, mình có học đạo, mình có thiền định, mình có hết. Thì đêm đêm mình suy nghĩ là chư thiên họ nhờ đức lành nào họ được về trời, thì những đức lành đó mình cũng có. Ví dụ như bố thí nghèo thiệt nhưng mà cái khả năng của mình tới đâu mình làm cho tới đó, trì giới ít nhất mình cũng có năm giới, thiền định thì mình luôn sống trong chánh niệm nè, trí tuệ mình rất là hiếu học, có cơ hội là học liền nè. Thì ngờ mình dò mình thấy mới không có mấy cái này mình cũng có, đó gọi là niệm thiên, nghe kịp không? Thì ở đây cũng vậy, muốn có thân nam thì mình chỉ nghĩ rằng muốn làm thân nam thì phải có cái gì độ lượng, không có so đo chuyện bé, không có tị hiềm nhỏ nhặt. Còn nữ là ấn lắm, đẹp ngoan hiền nhưng mà nó so đo nó cạnh khóe lúc chút. Có nhiều khi thấy dễ thương ăn học với vô nó đâu ngồi giờ coi nó mặc áo gì, nhiều khi nó mặc áo trùng thì mình cũng ghét nữa, tại vì nó đụng hàng mình làm cho mình bớt đẹp đi. Thì trong trường hợp đó là nam có cái đó, nam giờ nó mặc cái quần lên trên, nó đưa áo xuống dưới mình cũng bận tâm, hiểu không? Nam nó không có khe. Còn nữ từ trên xuống dưới bận tâm lúc chút, phải có lúc chút đó, thích lúc chút, ghét lúc chút, bận tâm lúc chút, mất thời gian ra chuyện lúc chút, bèn ra sành ra làm cái thứ lúc chút. Dạ, xin chào sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo là xin sư định nghĩa là cho chúng con pháp chính đạo để chúng con
Hôm qua thì Phước Sơn giảng rồi. Hôm qua ở đây, có ai có khách nào nghe là bài giảng hôm qua không? Rồi thôi cho dân nghe lại đi, mà nó trẫm lớn tuổi rồi. Hôm qua giảng rất là kỹ. Dạ rồi. Xin sư cho con hỏi, khi con ghi nhận các nội căn xúc với cảnh, con ghi nhận được cái tâm biết cảnh đó theo danh chế định và nghĩa chế định của cảnh. Con ghi nhận thấy cái tâm biết ấy và tiếp tục thấy có trạng thái dính mắc vào cảnh và tâm phán xét khởi sinh. Tiếp đến là tâm định đoạt cảnh ấy và tâm tưởng tượng khởi sinh. A-la-hán. Tiếp đến con ghi nhận tâm suy nghĩ diễn ra hoài nghi. Ok. Những gì con biết, con gọi tên, con dính mắt nãy giờ, có phải là thức chăng? Dạ, con xin hỏi đây có phải thức không? Toàn bộ các hành trình đó gọi là hành trình phóng tâm. Hành trình phóng tâm theo là trong pháp môn tâm xứ là chỉ biết tới đó thôi. Để quan sát tiếp chứ không có màn mà banh nguyên cái cuốn sách ra là bắt đầu rà có cái gì nó đang diễn ra. Cái đó tôi khẳng định là cái đó là phóng tâm và người này bị sở tri trước. Sở tri trước nghĩa là học đạo rồi tự mình hình dung tưởng tượng ra. Chứ không có thiền cái gì mà... Thứ nhất, người hành giả thức thiệt không có rảnh mà viết một câu hỏi dài như vậy. Thứ hai, nói thiệt, nói gì đừng buồn. Mình cái trí mình không đủ nhanh để mà mình ghi nhận từng... Đây là ảnh hỏi thì kiểu lộ tâm á. Tức là hộ kiếp vừa qua rúng động với dòng khai ngũ môn, ngũ sung thức, tiếp thu quan sát đoán định là ảnh đang nguyên ra, ảnh gắn cho nên ảnh hỏi mà. Xin hỏi cái người đó nó có ngồi hôm nay không? Nó nghe nó nhục quá, nó trốn rồi. Anh này ai hỏi câu này vậy? Gửi từ xa hả? Kêu nó đi chết đi. Cái này là anh chép nguyên cái bài anh hỏi. Rồi sau đó tôi tặng mà anh này một câu chuyện. Bên Mỹ tôi đi dạy học, tôi gặp đây hoài à. Nó gặp tôi 2 tiếng đồng hồ, nó không thèm hỏi. Không thèm hỏi nha. Tới lúc mà nó thấy tôi ngồi trước đám đông rồi nè. Cái nó lết lên tới bên này, nó mượn cái mic. Nó chỉ cho con hỏi là không biết làm sao mà lúc này con ngồi thiền 3-4 tiếng không biết mệt. Mà nhìn ai khổ con cũng thương hết trơn á. Con cho mà con không có tiếc. Mà học thì nhớ rất là nhanh, mà nhớ lâu lắm. Mà có nhiều cái đó giờ không có hiểu á. Bây giờ hiểu hết trơn à. Biết sao. Thì tôi nói bây giờ thì chỉ có mua xi măng về đúc sen thôi. Đúc sen rồi ngồi chứ bây giờ. Mà bà hỏi mà cái mặt của bà này muốn giọng lắm. Mà bà khoe tôi nó toàn là thứ dữ không. Là bà khiên nguyên cái cuốn mà Chánh Giác Tông đó. Mấy cái mà đặc điểm của Bồ Tát lúc thành đạo á. Bà mới cái câu đó là bà mới cái chép ra. Rồi bà mới gắn lên ngực bà hỏi tôi như vậy là cỡ vậy mà làm sao. Thì tôi nói bây giờ thì hỏi ở đây có cái chỗ nào cửa hàng vật tư mà gần đây không, thì bà ra bà mua xi măng về mà làm tò mà ngồi đó. Thì cái dữ hỏi rồi vậy. Khoe là mình học đạo giỏi mà thấy được tùm lum là la hết chân á. Tới đây hỏi địa chỉ tôi gửi xi măng tặng 2 bao làm kim tỉnh. Dạ xin sư giảng thêm cho con về thức trong 5 uẩn và thức trong 12 nhân duyên. Dạ nếu tỉnh giác ghi nhận được thức, có chặt đứt được mắt xích 12 nhân duyên để giác ngộ hay không ạ? Đây có ai học Atidam không? Thấy không? Mấy thằng ngọng hay nói, mấy thằng điếc hay ngóng. Ai hỏi vậy? Ai hỏi này vậy? Cái thức, tôi nói luôn cho là mệt quá. Cái thức mà trong 5 uẩn á, là chỉ cho tất cả tâm. Còn cái thức mà trong 12 duyên khởi á, là chỉ cho 32 tâm quả. Tâm quả là tâm gì? Tâm quả là tâm mà được tạo ra từ thiện ác thì gọi là tâm quả. Còn cái tất cả tâm mà cái giống giải gì kêu là tâm thì nó kêu là thức quẩn hết. Hiểu không? Mà hỏi mà không có học gì á. Bởi mà đó tôi có một cái chương trình vấn đáp Phật pháp ở trong room mà ngày chủ nhật ấy, thì tôi gặp mấy câu này tôi chửi thế này. Tôi nói nó có những người đi học trung học thì không chịu học mà cứ vô trong cầu ngồi rặn cái rút cái tờ báo rồi nó thấy có cái chữ mà nguyên tử, cái là alo thầy cho con hỏi nguyên tử là gì, có hiểu không? Quả nó ăn bánh mì nó xé ra nó thấy có cái chữ hormone sắc tố nữ. Alo, sắc tố nữ là gì? Mà đôi khi nó không có học sinh vật ngày nào hết á. Nó chỉ mới biết học tới lớp 3 cái kiểu mà đáp dần rồi nó hỏi sắc tố nữ gì bà cố. Tôi đâu biết, tôi biết bích tố nữ rồi tôi biết sắc tố nữ. Lẽ ra nó phải học. Còn đây này hiểu không?
là hỏi mà rất quá, chẳng là anh nghe cái chữ thất á. Cái thất trong năm quẩn đó là 121 tâm, còn cái thất mà trong 12 duyên khởi đó là 320 tâm quả. Mà hiểu hỏi như vậy là nghĩa là người này mù tịch biết gì hết. Mà tôi không biết cái người đó có ngồi ở đây hay không. Không chịu học giáo lý, hỏi vậy rất là mất thời gian cho mình và cho người khác, hiểu không ta? Các vị có biết sin cos ở đây, có ai biết hai chữ đó không? Các vị tôi giải thích cho tôi học mấy lớp 2 giải thích sin cos là gì? Ở đây ai giải thích được cái đó? Không, tôi nói trước tôi học mấy lớp 2 thôi, giải thích đi. Các hiểu tôi hiểu, tôi hiểu câu hỏi này không? Tức là một cái thằng nó mới có lớp 2, tự nhiên nó đi vô trong cầu, nó ngồi nó rặn cái, nó lấy cái tờ giấy mà xé từ cuốn này xóa ra, nó nói có là cái gì ta, có là má à, có là gì. Hiểu không?